Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 107. Thiên vân tinh vực. Bọn người lão giả áo gai rất rõ ràng, nếu như ở trong tinh không chiến đấu, quyền chủ động ở trên tay đám người Dương Diệp, bởi vì bên Dương Diệp có hai con thiên ma lang, hai con thiên ma lang tốc độ rất nhanh, bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Bởi vậy nếu như bọn hắn không muốn bị động, chỉ có một biện pháp, chính là đi thiên vân tinh vực. Nếu như chiến trường ở thiên vân tinh vực, đám người Dương Diệp không đánh cũng phải đánh. Hơn nữa, bọn hắn không muốn cùng đám người Dương Diệp kéo, hiện tại bọn hắn chiếm cứ ưu thế rất lớn, bọn hắn muốn lợi dụng ưu thế này, một lần hành động tiêu diệt thiên vân tinh vực. Thiên vân tinh vực. Thời điểm đám người lão giả áo gai đi tới thiên vân tinh vực, đám người Dương Diệp cũng theo sát tới. Trong tinh không, hai bên lần nữa giằng co. Mà lúc này, ánh mắt lão giả áo gai đột nhiên rơi vào trên người đám người Nguyên lão. Các ngươi là thiên vân thương hội. Nguyên lão nhíu mày, bộ dạng của bọn hắn là cải biến qua, mục đích tự nhiên là vì sợ người khác nhận ra bọn họ là người thiên vân thương hội. Nhưng hắn không nghĩ tới, lão giả áo gai biết rõ lai lịch của bọn hắn. Lúc này lão giả áo gai lại nói. Ba vị, mời trở về đi. Nguyên lão nhìn lão giả áo gai. Ta không rõ ý của ngươi. Hắn tự nhiên không thể thừa nhận, cái này quan hệ tới thiên vân thương hội. Khóe miệng lão giả áo gai nổi lên dáng tươi cười, hắn lấy ra một cái truyền âm phù bóp nát, qua mấy tức, không gian trước mặt ba người Nguyên lão đột nhiên rung động. Thời gian dần trôi qua, thần sắc của đám người Nguyên lão có chút khó coi. Như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía đám người Nguyên lão hỏi. Nguyên lão trầm giọng nói. Gia chủ lệnh chúng ta trở về. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, không cần phải nói, nhất định là man hoang tinh vực làm. Nguyên lão lại nói, đại tiểu thư đã bị triệt hồi hết thảy chức vụ, hơn nữa bị cấm túc, hiện tại hết thảy sự tình của thương hội, đều là nhị tiểu thư quản lý. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức nhắm lại, hắn quay đầu nhìn về phía lão giả áo gai, không cần phải nói, đám người man hoang tinh vực khẳng định là tạo áp lực với thiên vân thương hội. Lúc này Nguyên lão thấp giọng thở dài, sau đó nói, Dương tiểu hữu, thật có lỗi, chúng ta nhất định phải trở về. Dù sao nhà của chúng ta ở đó, hơn nữa, lão gia chủ vì việc này đã xuất quan. Dương Diệp cười cười nói. Nguyên lão, không cần nhiều lời, ta hiểu ba vị khó xử. Sau khi ba vị trở về, thay ta xin lỗi đại tiểu thư, là Dương Diệp ta liên lụy nàng. Nguyên lão nhẹ gật đầu, sau đó nói. Dương tiểu hữu, người kỳ tài ngút trời, ta tin tưởng, hôm nay tuyệt đối không phải ngày cuối cùng của ngươi, cáo từ. Nói xong. Thân hình đám người Nguyên lão run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Đám người Nguyên lão rời đi, bên Dương Diệp chỉ còn lại có hắn và đế nữ, cha mẹ đế nữ, cùng với hai con thiên ma lang. Thực lực quá cách xa rồi. Trẻ tuổi khinh cuồng, không có sai. Lúc này, ánh mắt của lão giả áo gai rơi vào trên người Dương Diệp. Nhưng quá ngông cuồng cũng không phải chuyện tốt, Dương Diệp, người cảm thấy đúng không? Dương Diệp cười cười. Sau đó nói, kỳ thật, hiện tại ta đột nhiên cảm thấy, thế tử của các ngươi, kỳ thật chỉ là một vật hy sinh. Tại sao vậy chứ? Bởi vì man hoang tinh vực ngươi, kỳ thật đã sớm muốn nuốt thiên vân tinh vực cùng thiên ma tinh vực, bất quá các ngươi không có một lý do quang minh chính đại, mà sau khi thế tử bị ta giết, các ngươi có thể danh chính ngôn thuận đi chiếm thế giới của thiên vân tinh vực, hơn nữa tụ tập những tinh vực khác lại, hình thành một cỗ tập đoàn thế lực khổng lồ. Dương Diệp biết rõ. Hắn là bị man hoang tinh vực lợi dụng. Man hoang tinh vực man thiên đến tìm đế nữ, man hoang tinh vực nhất định biết rõ, nhưng bọn hắn không có ngăn cản. Vì cái gì? Bởi vì đối phương chính là muốn hắn giết man thiên. Nguyên nhân nha, như hắn đang nói, kỳ thật đối phương là muốn gây chuyện. Thiên vân tinh vực có gần 100 tiểu thế giới, thiên ma tinh vực cũng có gần 100 tiểu thế giới, cộng lại là gần 200 tiểu thế giới. Không chỉ như thế, nếu như tiêu diệt thiên vân tinh vực, cái kia tương đương với hai chung thế giới cùng 200 tiểu thế giới. Phần hấp dẫn này, quá lớn quá lớn. Cho nên, cho dù đế nữ buông tha cho những thế giới còn lại, đám người man hoang tinh vực khẳng định cũng sẽ không bỏ qua thiên vân tinh vực. Trảm thảo phải trừ tận gốc, việc này ai cũng biết. Lão giả áo gai nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó cười nói. Nói những cái kia đều không có ý nghĩa rồi, không phải sao? Xác thực không có ý nghĩa rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Dương Diệp,
Lão giả áo gai nói. Ta nguyện ý lần nữa cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi cùng đế nữ giao ra hai sợi hồn phách, chúng ta có thể không diệt Thiên Vân Đại Lục. Một chung thế giới đổi lấy hai tuyệt thế thiên tài, việc này Man Hoang Tinh Vực không lỗ. Đặc biệt là Dương Diệp, khống chế Dương Diệp, chẳng khác nào khống chế được hung thú thần bí cùng hai con thiên ma lang. Mà đế nữ cũng không phải hạng người bình thường, muốn triệt để diệt sát đế nữ, ít nhất được hơn ba thần giả liên thủ mới có thể giết được nàng. Mà đế nữ, hiện tại mới bán thần. Có thể nói, đừng nói một chung thế giới, nếu như có thể khống chế Dương Diệp và đế nữ, coi như năm chung thế giới hắn cũng nguyện ý đổi. Dương Diệp không có để ý lão giả áo gai, mà nhìn về phía đế nữ bên cạnh. Ngươi sợ không? Đế nữ khẽ lắc đầu. Dương Diệp cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả áo gai, trong mắt có một tia dữ tợn. 17 tên thần giả, rất mạnh sao? Nói xong, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão giả áo gai. Nhìn thấy Dương Diệp vậy mà trực tiếp xuất thủ, sắc mặt lão giả áo gai trầm xuống, bất quá hắn lại không có ngạnh kháng, mà thân hình run lên, nhanh lùi lại ngàn trượng. Mặc dù hắn không có cùng Dương Diệp giao thủ, nhưng hắn biết kiếm kỹ của Dương Diệp rất cường đại, một chiêu kia, miểu sát qua vô số thần giả. Bởi vậy hắn cũng không có vô lễ đi ngạnh kháng một kiếm này của Dương Diệp. Thời điểm Dương Diệp xuất thủ, hai con thiên ma lang cũng không nhàn rỗi, lập tức biến hóa nhanh chóng, hình thể lớn hơn ít nhất gấp 10 lần. Hai quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong tinh không. Ở dưới Dương Diệp chỉ huy, hai con thiên ma lang thả người nhảy lên, bay thẳng đến những thần giả kia. Nhìn thấy hai con thiên ma lang, chút ít thần giả đối diện Dương Diệp kia sắc mặt đều biến đổi, không có dám ngạnh kháng, nhao nhao né ra, nhưng sau một khắc, tầm 10 đạo trưởng ấn cùng chùm tia sáng oanh lên hai con thiên ma lang. Tuy thiên ma lang phòng ngự rất mạnh, nhưng cứng rắn ăn hơn 10 thần giả công kích cũng không dễ chịu, trong mắt hai con thiên ma lang đều là lộ ra một tia đau đớn. Mà lúc này, Dương Diệp đã lao đến, ngay sau đó, một mảnh kiếm khí huyết sắc quét ngang giữa sân. Rầm 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 oanh, mấy tên cường giả thần giả cảnh bị Dương Diệp đẩy lui ngàn trượng, Dương Diệp cũng không có truy kích, mà bước ra một bước, ngay sau đó, trong tinh không đột nhiên xuất hiện rất nhiều tinh thần chi lực, những tinh thần chi lực này như thủy triều nhanh chóng hiện lên. Thoáng qua, toàn bộ thân hình Dương Diệp triệt để hóa rắn. Sau khi hóa rắn, hắn hóa thành một đạo huyết quang vọt tới mấy thần giả vây công hai con thiên ma lang. Đế nữ cùng Trang Vị Thiên, Thiên Yêu Thiền đuổi tới tự nhiên cũng không nhàn rỗi, nhao nhao vào tới. Tuy bên Dương Diệp kém 11 vị thần giả, nhưng ở dưới Dương Diệp cùng ba con thiên ma lang dẫn đầu, khí thế bên bọn hắn vậy mà còn mạnh hơn đám người lão giả áo gai. Bất quá cái này phải quy công hai con thiên ma lang, bởi vì chúng kháng trụ đại bộ phận tổn thương. Mà Dương Diệp thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có bất kỳ một thần giả nào dám đón đỡ kiếm của hắn, hắn một người kiềm chế 5 tên thần giả. Bất quá sở dĩ hắn có thể chế trụ 5 thần giả, là vì tinh thần hộ thể thuật. 5 thần giả cũng không phải ăn chay, bọn hắn tự nhiên sẽ không đứng đó nhìn Dương Diệp phát huy, nhưng tinh thần hộ thể thuật của Dương Diệp quá biến thái, công kích của bọn hắn rơi vào trên người Dương Diệp, nhiều lắm là đẩy Dương Diệp lui mà thôi, cũng không có tạo thành tổn thương thực chất. Tăng thêm huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đầy đủ, hồng mông tử khí không ngừng chữa trị thân thể, hiện tại hắn tổn thương bình thường đối với hắn căn bản không có tác dụng. Sắc mặt đám người lão giả áo gai cực kỳ khó coi, Dương Diệp thật là một khối xương khó gặm. Kiếm của hắn, không người dám ngăn cản, mà phòng ngự của hắn, không người có thể phá. Đánh như thế nào? Thiên ma lang sau khi biến thân cũng cực kỳ khủng bố, giống như Dương Diệp, không có một thần giả dám ngạnh kháng với chúng, bọn hắn chỉ có thể vừa đánh vừa trốn, nhưng tuy công kích của bọn hắn tạo thành tổn thương nhất định với thiên ma lang, nhưng không phải rất nghiêm trọng, thiên ma lang còn chịu đựng được. Về phần đế nữ, thực lực của đế nữ cũng rất mạnh, dùng một địch hai, không rơi vào thế hạ phong chút nào. Mà Trang Vị Thiên với tư cách từng là chiến thần, thực lực tự nhiên cũng không kém, dùng một đánh hai, hoàn toàn không có áp lực quá lớn. Trong chàng thực lực tương đối yếu kém chính là Thiên Yêu Thiền, nhưng sâu lâu một vị thần giả, nàng vẫn dư sức. 6-17. A, à, đúng lúc này, trong chàng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Bọn người lão giả áo gai nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một thần giả ngực cắm một thanh phương thiên hỏa kích màu trắng. Trước mặt lão giả là đế nữ. Trong chàng,
Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo gai, khóe miệng nổi lên vẻ mỉa mai. 17 vị thần giả, giống như có chút chưa đủ. Quả thật có chút chưa đủ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, nói xong, không gian chung quanh đám người lão giả áo gai đột nhiên nổi lên từng đợt ba động, ngay sau đó, 10 lão giả xuất hiện ở trong tràng. 10 tên thần giả. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền lập tức trắng bệch. Thần sắc của đế nữ cũng có chút khó coi, 26 vị thần giả, man hoang tinh vực cùng những tinh vực kia là dốc toàn bộ lực lượng a. Hiện tại, đối phương có 27 vị xuất hiện ở chỗ này, nói cách khác, man hoang tinh vực cùng những tinh vực kia đã dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại thì sao? Lão giả áo gai nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng nổi lên vẻ mỉa mai. Đủ chưa? Dương Diệp nhìn lướt qua đám người lão giả áo gai, sau đó nói. Thần giả của các ngươi, đều không sai biệt lắm đến rồi, đúng không? Phải. Lão giả áo gai nhìn Dương Diệp. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta đã dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội kích phá chúng ta. Dốc toàn bộ lực lượng. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Như vậy dễ dàng toàn diệt. Bằng ngươi. Trong mắt lão giả áo gai tràn đầy mỉa mai. Dương Diệp không có nói nhảm, tay phải vung lên, một tấm họa đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, trước mặt Dương Diệp tự nhiên là Ngân Hà Kiếm Đồ. Ngân Hà Kiếm Đồ là lá bài tẩy của hắn, là át chủ bài cuối cùng, hắn bình thường sẽ không bạo lộ ra, dù lúc trước đối mặt Thiên Ma Chủ, hắn cũng không có bạo lộ. Bởi vì át chủ bài bạo lộ, sẽ không phải là át chủ bài rồi. Hơn nữa, tuy hiện tại hắn đã đạt đến hư giả cảnh, nhưng vẫn không dám đơn giản sử dụng Ngân Hà Kiếm Đồ. Đây không phải cắn trả, đây là giảm thọ a. Hơn nữa nói không chừng sẽ vẫn lạc ngay tại chỗ. Nhưng hiện tại hắn không thể không dùng. 26 vị thần giả. Đẩy cùng kỳ ra ngoài cũng không có tác dụng. Chỉ có thể dùng Ngân Hà Kiếm Đồ, kỳ thật cho dù dùng Ngân Hà Kiếm Đồ, hắn cũng không có lòng tin, dù sao trong trang có 26 vị thần giả. Bất quá lúc này hắn đã không có lựa chọn. Sau khi lấy ra Ngân Hà Kiếm Đồ, Dương Diệp nhìn về phía vợ chồng Trang Vị Thiên. Bá phụ bá mẫu, hiện tại các ngươi đi xuống đi. Không nên hỏi vì cái gì, nghe ta, xuống dưới, ly khai. Vợ chồng Trang Vị Thiên khó hiểu, đang muốn nói chuyện, lúc này đế nữ nói. Đi xuống đi. Vợ chồng Trang Vị Thiên nhìn Dương Diệp cùng đế nữ, trầm ngâm một cái chớp mắt, hai người nhẹ gật đầu, sau đó biến mất. Dương Diệp nhìn về phía đế nữ cũng đang nhìn hắn. Ngươi biết rõ ta sẽ không đi. Dương Diệp cười cười. Ta cũng không muốn ngươi đi, bất quá ngươi phải đi vào. Ánh mắt đế nữ rơi vào trên tấm bản đồ trước mặt Dương Diệp. Ngươi đã nhận được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đế nữ trầm ngâm mấy tức, sau đó nói. Cẩn thận. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, chui vào trước ngực Dương Diệp. Mà hai con Thiên Ma Lang cũng bị Dương Diệp thu vào Hồng Mông Tháp, tuy chúng thật sự không muốn đi vào, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Dương Diệp, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi đế nữ cùng hai con Thiên Ma Lang tiến vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đám người lão giả áo gai. Đến đây đi, cho ta xem uy lực của nó đến tột cùng bao nhiêu. Nói xong, thần sắc Dương Diệp đột nhiên dữ tợn. Sau đó tay phải hắn vung lên, Ngân Hà Kiếm Đồ trước mặt hắn hóa thành một đạo tinh quang sáng chói, tràng cảnh bắt đầu vặn vẹo, thoáng qua, tất cả mọi người đặt mình vào trong một mảnh tinh không. Kỳ thật tràng cảnh cùng lúc trước không có bất đồng gì quá lớn. Đều là trong tinh không. Nhưng nếu như tinh tế cảm thụ sẽ phát hiện, phiến tinh không này cùng tinh không lúc trước có chút bất đồng. Lúc này đám người lão giả áo gai đã cảm nhận được. Thần sắc đám người lão giả áo gai ngưng trọng lên. Trực giác nói cho bọn hắn biết, ở đây nguy hiểm. Trầm mặc một cái chớp mắt, lão giả áo gai ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, mặc kệ ngươi chơi trò hề gì, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Động thủ. Rầm 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 oanh. Trong cơ thể 26 vị thần giả mạnh mẽ bộc phát ra khí thế kinh khủng, sau đó những khí thế này nghiền áp về phía Dương Diệp. Khí thế của 26 vị cường giả thần giả cảnh, kinh khủng cỡ nào? Dựa theo lẽ thường mà nói, sau khi 26 cổ khí thế kinh khủng xuất hiện, không gian chung quanh coi như không sụp đổ nghiền nát, cũng sẽ run rẩy kịch liệt. Nhưng không có, không gian chỉ nổi lên một chút ba động,
trừ đó ra, hết thảy đều rất bình tĩnh. Đám người lão giả áo gai cũng phát hiện điểm ấy, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Dương Diệp không có để ý 26 đạo khí thế kia, trầm mặc một cái chớp mắt, sau một khắc, tay phải hắn ném đi, kiếm linh hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở xa xa, rất nhanh, kiếm linh xoay tròn. Lúc này Dương Diệp bước ra một bước, một cổ lực lượng thần bí lăng không xuất hiện. Ngay sau đó, những tinh thần rát trong tinh không kia đột nhiên rung rung, rất nhanh, những tinh thần kia bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Oanh! Trong tràng, 26 đạo khí thế nổ tung, sau đó hóa thành hư vô. Ông 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 ông! Đúng lúc này, từng tiếng kiếm minh vang lên, tiếng kiếm minh rất dày đặc, một đạo đón lấy một đạo, không ngớt không dứt. Cùng lúc đó, những tinh thần ở xa xa đột nhiên bộc phát ra từng đạo kiếm khí như tiếng kiếm minh, một đạo đón lấy một đạo từ trong tinh thần kích xạ ra, sau đó kích xạ về phía kiếm linh. Có bao nhiêu đạo kiếm khí? Vô số. Chung quanh đám người Dương Diệp toàn bộ đều là tinh thần, bởi vậy những kiếm khí này từ bốn phía dày đặc lao đến, giống như mưa to, kín không kẽ hở, tràng cảnh như vậy thật sự làm cho người ta sợ hãi. Giờ khắc này, cường giả cách Thiên Vân tinh vực tương đối gần nhau nhau đi ra tinh vực của mình, sau đó nhìn vào tinh không, ánh mắt bọn hắn đều nhìn về phía Thiên Vân tinh vực. Từ bên ngoài nhìn tràng cảnh cùng ở trong Ngân Hà kiếm đầu nhìn là hoàn toàn bất đồng, tinh không của Thiên Vân tinh vực là thật lớn, tinh thần càng nhiều đến hằng hà. Lúc này, vô số kiếm khí từ trong tinh không giống như sao băng lao về phía Thiên Vân tinh vực. Rậm rạp chằng chịt, một đạo đón lấy một đạo, tựa như lưu tinh, toàn bộ tinh không phát sáng lên. Ở trong Ngân Hà kiếm đồ, nhìn thấy những kiếm khí dày đặc kia, đám người lão giả áo gai phát mộng. Qua một cái chớp mắt, lão giả áo gai giống như nghĩ tới điều gì, đồng tử hắn co rụt lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngân Hà kiếm đồ, đây là Ngân Hà kiếm đồ. Nghe vậy, những lão giả bên cạnh sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngân Hà kiếm đồ, bọn hắn tự nhiên là nghe qua. Đương nhiên, sở dĩ biết rõ Ngân Hà kiếm đồ, là vì kiếm vô cực. Năm đó kiếm vô cực cùng cường giả thần bí chiến một trận, dẫn động chư thiên tinh thần, triệu hồi ra tinh thần kiếm khí, tuy cuối cùng kiếm vô cực chiến bại vẫn lạc, nhưng năm đó một màn kia, vẫn để lại ấn tượng cực kỳ sâu cho nhân. Cường giả lúc ấy từng có nói, Ngân Hà kiếm đồ là hạ vị diện đệ nhất chí bảo, mặc dù có chút tranh luận, nhưng Ngân Hà kiếm đồ cường đại tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, bọn hắn không nghĩ tới, Ngân Hà kiếm đồ rơi vào trong tay Dương Diệp, mà Dương Diệp còn có thể thúc giục. Lão giả áo gai hít sâu một hơi, sau đó thần sắc dữ tợn lên. Mọi người liên thủ ngăn cản. Chống đỡ được sao? Bên cạnh lão giả áo gai, một lão giả có chút rung giọng nói. Lão giả áo gai quay đầu nhìn về phía lão giả kia gào thét. Ngăn không được cũng phải ngăn cản, bằng không là chết. Nói xong, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng khởi động, những lão giả ở bên cạnh hắn thần sắc cũng dữ tợn. Như lão giả áo gai nói, kỳ thật bọn hắn không có đường lui, hiện tại đối với bọn họ mà nói, nếu như ngăn không được những tinh thần kiếm khí này, vậy bọn họ chỉ có một kết quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chết. Cho nên, ngăn không được cũng phải ngăn. Rầm 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 rầm. Trong Ngân Hà kiếm đồ, vô số chùm tia sáng phóng lên trời, những chùm tia sáng này cũng là một đạo đón lấy một đạo kích bắn về phía tinh thần kiếm khí, nhưng ở trước mặt tinh thần kiếm khí, những chùm tia sáng này không thể nghi ngờ quá ít, hơn nữa uy lực cũng kém xa tinh thần kiếm khí. Rầm rầm. Trong tinh không Thiên Vân tinh vực, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, tinh không rung rung, vô số không gian sụp đổ. Từng tiếng nổ lớn cùng tiếng kiếm minh không ngừng vang vọng. Phía dưới, Thiên Vân đại lục rung rung kịch liệt, vô số người kinh hãi nhìn về phía hư không. Tận thế tiến đến rồi sao? Không biết qua bao lâu, trên không Thiên Vân đại lục, tiếng kiếm minh cùng tiếng nổ lớn dần dần giảm bớt, thời gian dần trôi qua, càng ngày càng ít, đến cuối cùng, tinh không của Thiên Vân đại lục khôi phục bình tĩnh. Trong tinh không, Dương Diệp vẫn còn, lão giả áo gai cũng vẫn còn. Nhưng chỉ thừa hai người bọn họ. Người còn lại đã biến mất không thấy gì nữa. Lão giả áo gai nhìn Dương Diệp, không nói gì. Xa xa, hai mắt Dương Diệp khép hờ, cũng không nói gì. Đã qua không biết bao lâu, lão giả áo gai thu hồi ánh mắt, sau đó nói khẽ. Cái này là Ngân Hà kiếm đồ, được xưng hạ vị diện đệ nhất chí bảo Ngân Hà kiếm đồ. Nói xong,
Trên người lão giả áo gai đột nhiên kích xạ ra vô số đạo tinh thần kiếm khí, những kiếm khí này từ trong cơ thể lão giả áo gai bộc phát ra, trong chốc lát bắn hắn thành hư vô. Trước kia, lão giả áo gai đã trúng tinh thần kiếm khí, bất quá hắn cường hành đè lại kiếm khí trong cơ thể, bởi vậy hắn sống cho tới bây giờ. Những tinh thần kiếm khí kia từ trong cơ thể lão giả áo gai kích xạ ra, sau đó kích bắn đi, không đến một lát, đã biến mất ở trong tinh không. Lúc này, Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền xuất hiện. Khi nhìn thấy chỉ có Dương Diệp, sắc mặt hai người đại biến, đang muốn nói chuyện, Dương Diệp đột nhiên nói. Bá phụ bá mẫu yên tâm, vị nhiên nàng vô sự. Nghe vậy, trong lòng hai người Trang Vị Thiên buông lỏng. Trang Vị Thiên đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói. 26 vị thần giả, toàn bộ đều chết hết. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thấy thế, Trang Vị Thiên hít một hơi khí lạnh. 26 vị thần giả. 26 vị thần giả a. Toàn bộ bị tru sát. Khiếp sợ qua đi là cuồng hỉ, bởi vì từ nay về sau, không còn người dám gây Thiên Vân tinh vực, kể cả Man Hoang tinh vực, trải qua lần này, cường giả thần giả cảnh của Man Hoang tinh vực ít nhất tổn thất 9 thành, không chỉ Man Hoang tinh vực, chút ít tinh vực còn lại cũng ít nhất tổn thất 9 thành. Mà bên Thiên Vân tinh vực, lại không chết một người. Lúc này, Thiên Yêu Thiền đột nhiên giữ chặt Trang Vị Thiên, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp khép hờ, cũng không nhúc nhích, như là điêu khắc. Hưng phấn trên mặt Trang Vị Thiên biến mất, hắn đánh giá Dương Diệp. Ngươi không sao chớ? Dương Diệp lắc đầu. Bá phụ bá mẫu, các ngươi đi xử lý sự tình Thiên Vân Đại Lục đi. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Thật sự không có việc gì. Trang Vị Thiên hiển nhiên có chút không tin, trực giác nói cho hắn biết, Dương Diệp nhất định là có chuyện, lúc này Dương Diệp, cảm giác có chút không bình thường. Dương Diệp lần nữa lắc đầu. Đi xuống đi. Lúc này đây, trong thanh âm của Dương Diệp mang theo một tia chân thật đáng tin. Trang Vị Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng Thiên Yêu Thiền kéo hắn lại, sau đó nói. Đi xuống đi. Nói xong, cũng không đợi Trang Vị Thiên nói chuyện, nàng lôi kéo Trang Vị Thiên, thân hình khẽ động, biến mất ở trong tràng. Vợ chồng Trang Vị Thiên đi rồi, tay phải Dương Diệp hơi động, một đạo ánh sáng tím hiện lên, ngay sau đó, đế nữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đế nữ đang muốn nói chuyện, đột nhiên hai mắt nàng co rụt lại, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có hoảng sợ. Ngươi không? Trên không đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ của đế nữ. Trước mặt đế nữ, Dương Diệp đang lấy tốc độ cực nhanh giàn nua. Tóc của hắn, từng điểm hóa trắng, tốc độ rất nhanh, ở trong mắt đế nữ, không đến hai tức đã biến thành tuyết trắng, cùng lúc đó, trên người hắn vậy mà tản ra tử khí. Đây chính là nguyên nhân đế nữ kinh hãi. Tử khí. Từ trong cơ thể phát ra tử khí, cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa người này tuổi thọ gần hết, thay lời khác mà nói, là người này sắp chết rồi. Mà bây giờ, trong cơ thể Dương Diệp xuất hiện tử khí. Đế nữ sao không sợ hãi, sao không giật mình. Lúc này, Dương Diệp mở mắt, hai mắt Dương Diệp bất đồng lúc trước rất lớn, trong mắt hắn, đã không có lăng lệ ác liệt cùng sắc bén như dĩ vãng, có chỉ là ảm đạm vô thần, còn có một tia đục ngầu, giống như ánh mắt của lão giả gần đất xa trời. Không chỉ như thế, làn da của Dương Diệp cũng khô héo, không có một tia hơi nước, xuất hiện nếp nhăn. Già nua. Lúc này Dương Diệp lộ ra cực kỳ già nua. Ngươi. Đế nữ vươn ngọc thủ vuốt ve đôi má Dương Diệp, trong mắt nàng, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Thực xin lỗi, là ta làm phiền ngươi. Dương Diệp duỗi tay nắm chặt tay đế nữ, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười có chút khó coi. Ngươi là người ta yêu, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Còn nữa, ngươi đáp ứng qua, không nói loại lời khách khí như thế này nữa. Dính vào chuyện giữa Thiên Ma tinh vực và Thiên Vân tinh vực, Dương Diệp chưa bao giờ hối hận. Cho dù hắn đến bây giờ, bỏ ra cái giá cơ hồ không thể thừa nhận, hắn cũng không hối hận qua. Đế nữ. Vì đế nữ, hắn làm chuyện gì cũng sẽ không hối hận. Đế nữ lắc đầu, nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Dương Diệp vào trong ngực, sau đó ôm thật chặt. Tay cùng thân thể của nàng run rẩy, nước mắt không ngừng chảy. Từ nhỏ đến lớn, nàng cơ bản không có chảy qua nước mắt. Bởi vì nàng sẽ không để cho mình khóc, cho dù trước kia bị cha mẹ bức bách, nàng cũng chưa từng chảy qua một giọt nước mắt. Nhưng giờ phút này,
nước mắt lại giống như vỡ đê không ngừng tuôn ra. Sự tình Thiên Vân Tinh Vực, cùng Dương Diệp không có quan hệ gì, nhưng bởi vì nàng, Dương Diệp quấn vào vũng nước đục, hơn nữa gánh chịu hết thảy vốn nên là nàng gánh chịu. Đây hết thảy, vốn nên là nàng gánh chịu, vốn nên là Thiên Vân Tinh Vực gánh chịu, nhưng toàn bộ rơi vào trên người Dương Diệp. Tuy nàng biết rõ, Dương Diệp là cam tâm tình nguyện, nhưng nhìn thấy Dương Diệp biến thành như thế, tim nàng ngăn không được đau nhức. Dương Diệp ôm vòng eo đế nữ, nói khẽ. Đừng khóc, không có sao cả, là giảm một chút tuổi thọ mà thôi. Kỳ thật, không phải giảm một chút, mà là giảm rất nhiều. Cường giả hư giả cảnh, có không sai biệt lắm 1.300.000 năm tuổi thọ. Mà lúc này hắn thi triển ngân hà kiếm đồ, bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ để hoàn toàn thừa nhận những tinh thần chi lực kia, bởi vậy dưới tình huống hắn cường hành thi triển kiếm vực thừa nhận, tuổi thọ trực tiếp trừ không sai biệt lắm 9:9. Hắn không xác định con số nguyên vẹn, nhưng hắn biết rõ, dùng tình huống của hắn trước mắt, hắn tối đa chỉ có thể sống 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, nếu như không đạt tới bán thần, hắn có thể vĩnh viễn nhắm mắt. Mà trong vòng 3 tháng đạt tới bán thần, độ khó không phải cao bình thường a. Phải biết không lâu trước hắn mới đạt tới hư giả cảnh. Hiện tại lại muốn trong 3 tháng đạt tới bán thần, cái này so với nghịch thiên còn khó khăn hơn. Nói tóm lại, lần này chơi có chút lớn rồi. Bất quá cũng may, chỗ tốt cũng có một chút, đó chính là kiếm ý của hắn đạt đến nửa bước quy nguyên cảnh. Trước kia hắn cường hành để cho kiếm ý của mình bao trùm tất cả tinh thần kiếm khí, sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là vì để cho những tinh thần kiếm khí kia càng mạnh hơn nữa. Bất quá, tinh thần kiếm khí thật sự rất nhiều, bởi vậy kiếm ý của hắn bao trùm cực kỳ cố sức, bất quá hắn vẫn cắn chặt răng chống cự. Hắn không nghĩ tới, chính vì hắn cường chống, ngược lại để cho kiếm ý của hắn nhận được đột phá. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Giống như một người hắn mỗi thức chỉ có thể chạy 10 bước, nhưng nếu như ngươi để cho một cường giả ở phía sau đuổi giết hắn mà nói, hắn có thể sẽ chạy 20 bước, thậm chí 100 bước. Ngươi, không bước mình một chút, vĩnh viễn không sẽ biết mình ưu tú đến cỡ nào. Tuy đạt đến kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, nhưng cái giá quả thực quá lớn. 3 tháng, thậm chí ngắn hơn, nếu như không đạt tới bán thần, không cần người đến tìm hắn phiền toái, chính hắn sẽ chết. Đây không phải nói giỡn, Hồng Mông Tháp rất mạnh, rất nghịch thiên. Nhưng Hồng Mông Tháp lại không cách nào tiêu trừ tử khí trong cơ thể hắn. Tử khí kia, không phải ngoại nhân áp đặt cho hắn, mà hắn tuổi thọ bản thân tiêu giảm đến trình độ nhất định sẽ sinh sôi ra. Hồng Mông Tháp không thể gia tăng tuổi thọ cho hắn, Hồng Mông Tháp cũng không có nghịch thiên như vậy. Cho nên muốn sống, biện pháp duy nhất là đột phá gông cùm xiềng xích trước mắt, đạt tới một độ cao mới, để cho tuổi thọ gia tăng. Ôm nhau hồi lâu, Dương Diệp và đế nữ về tới Thiên Vân Thành, sau đó hắn tiến nhập Hồng Mông Tháp tầng thứ 3. Khi Hiểu Vũ Tịch chứng kiến bộ dáng của hắn, như hắn sở liệu, nước mắt của Hiểu Vũ Tịch bừng lên. Không có biện pháp, Dương Diệp đành phải an ủi Hiểu Vũ Tịch. Ước chừng qua một canh giờ, ở dưới hắn liên tục cam đoan không có việc gì, thần sắc của Hiểu Vũ Tịch mới dần dần khôi phục bình thường. Về sau ngươi không thể lại tra tấn mình như vậy. Hiểu Vũ Tịch gắt gao ôm Dương Diệp. Thanh âm mang theo một tia run rẩy, nhưng càng nhiều hơn là chân thật đáng tin. Dương Diệp vội vàng gật đầu đáp ứng, kỳ thật hắn làm sao muốn tra tấn mình. Không có biện pháp, lúc ấy ở dưới loại tình huống đó, nếu như không thi triển ngân hà kiếm đồ, thật sự sẽ bị người tiêu diệt. 26 vị thần giả, người ta không cần động thủ, chỉ khí thế cũng đủ để nghiền áp bọn hắn rồi. Một lát sau, Hiếu Vô Tịch ổn định cảm xúc, Dương Diệp bắt đầu xếp bằng. Sau đó chữa thương. Lúc này hắn cực kỳ mỏi mệt, bất kể là thân thể hay tinh thần, thậm chí linh hồn đều cực kỳ mỏi mệt, cái này tự nhiên là bởi vì thi triển ngân hà kiếm đố. Hiện tại cảnh giới của hắn không đủ, nhưng lại cường hành thi triển lực lượng vượt xa bản thân hắn thừa nhận, cái này đối với thân thể, tinh thần còn có linh hồn của hắn nhất định là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp yên tĩnh tu luyện, nhưng ở bên ngoài, lại huyên náo không biết đông tây nam bắc. Ở bên ngoài, không phải Thiên Vân Thành, mà ở những thế giới của Hạ Vị Diệt. Ngân Hà kiếm đồ lần nữa xuất thế. Vô số tinh vực bắt đầu điều tra, cuối cùng, trên tay những thế lực điều tra này đều có một phần tình báo, mà ở trên tư liệu đều viết hai chữ, Dương Diệp. Rất nhanh, vô số tinh vực ban bố một mệnh lệnh. Không được trêu chọc Thiên Vân Tinh Vực, không được trêu chọc Dương Diệp.
Ngân Hà kiếm đồ ở trong tay Dương Diệp lợi dụng nó một lần chém giết 26 vị thần giả cảnh, quan trọng nhất là, từ trên tình báo đến xem, Dương Diệp này tuyệt đối là thằng điên, đồ sát cả thành, cái này phải điên bao nhiêu a? À? Hơn nữa, Dương Diệp ưa thích một lời không hợp liền chiến, còn duy trì chiến đến cùng. Loại người này, đừng đắc tội mới tốt. Nhìn đám người man hoang tinh vực đi, cái này là kết cục đắc tội hắn. Có thể nói, dù Dương Diệp không báo thù, man hoang tinh vực coi như là triệt để phế. Về phần chút ít tinh vực nhị tinh còn lại thì không cần nói. Những thế lực này chỉ có hai con đường, một là đầu hàng Thiên Vân tinh vực, hai là đầu hàng những tinh vực khác. Chỉ có như thế, mới có một con đường sống. Dù sao cũng phải nói, đám người man hoang tinh vực đã xong. Trong Hồng Mông Tháp, sau khi điều thức 5 ngày, thân thể Dương Diệp đã khôi phục bình thường, đương nhiên tuổi thọ nhất định là không có khôi phục. Sau khi vuốt ve an ủi Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp đi ra tầng thứ 3. Chiến Thần Điện. Khi Dương Diệp tiến vào Chiến Thần Điện, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Trong những ánh mắt này, có sùng bái, có kiêng kỵ. Trên đại điện là đế nữ. Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền đã lui ra sau màn, hiện tại Thiên Vân Đại Lục là đế nữ trưởng quản. Đế nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người giữ chặt tay Dương Diệp đi tới trên điện, nàng quay người nhìn lướt qua tất cả mọi người. Về sau hắn nói, là ta nói, bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm, rõ ràng chưa? Mọi người tự nhiên là vội vàng gật đầu. Đế nữ khẽ gật đầu, sau đó kéo tay Dương Diệp ngồi ở trên ghế dựa, tuy cái ghế dựa kia là ghế đơn, bất quá ngồi hai người cũng không có vấn đề gì. Cái này không tốt lắm đâu. Dương Diệp nói khẽ, kỳ thật ở lúc nhiều người, Dương Diệp sẽ không cùng đế nữ làm động tác thân mật gì, bởi vì hắn không muốn tổn hại uy nghiêm của đế nữ, cũng là tôn trọng đế nữ. Đế nữ nhìn Dương Diệp. Ta cảm thấy rất tốt. Dương Diệp cười cười. Ngươi cảm thấy tốt vậy là tốt rồi, nghe lời ngươi. Khóe miệng đế nữ hơi nhếch lên, bất quá thoáng qua đã khôi phục bình thường, nàng quay đầu nhìn về phía mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dạ Lưu Vân. Lưu Vân, đám người man hoang tinh vực có hồi âm không? Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu. Nghe vậy, thần sắc đế nữ lập tức chìm xuống. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Đế nữ trầm giọng nói. Trước kia ta truyền lời cho đám người man hoang tinh vực, để cho bọn hắn trả lại thế giới nguyên bản thuộc về chúng ta, nhưng không được đáp lại. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Lưu Vân, ngươi truyền tin thoáng một phát, nói kiếm của Dương Diệp ta có chút khát khao rồi. Dạ Lưu Vân. Một ngày sau, trừ man hoang tinh vực, những tinh vực còn lại chiếm lĩnh thế giới của Thiên Vân tinh vực, đã nhao nhao rút ra thế giới của Thiên Vân tinh vực. Những tinh vực này không chỉ bỏ chạy, hơn nữa còn phải người đến biểu thị nguyện ý thần phục Thiên Vân tinh vực. Cái này để cho Dương Diệp và đế nữ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới những người kia lại trực tiếp đầu hàng. Một câu nói của mình, uy lực lớn như vậy. Kỳ thật lúc này những tinh vực kia chỉ có một con đường đầu hàng. Bởi vì dù Thiên Vân tinh vực không đi tìm bọn hắn phiền toái, những lĩnh vực khác cũng sẽ tìm bọn hắn phiền toái. Bởi vì thực lực của bọn hắn bây giờ, ngay cả nhất tinh cũng không tính. Có thể nói, trừ man hoang tinh vực còn lại trước kia tham gia vây công Thiên Vân tinh vực, lúc này thần giả cảnh không sai biệt lắm chỉ có một người. Sở dĩ lựa chọn đầu hàng Thiên Vân tinh vực, là vì những lĩnh vực khác căn bản không dám đi tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Phải biết, hiện tại ai cũng biết bọn hắn đắc tội Thiên Vân tinh vực, tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, ý nghĩa phải tiếp nhận ân oán của bọn hắn với Thiên Vân tinh vực. Ai dám làm như thế? Khỏi cần phải nói, chỉ một người Dương Diệp, cũng đủ để trấn nhiếp một thế lực tam tinh rồi. Thử nghĩ, nếu hắn ở trong một tinh vực thúc giục Ngân Hà kiếm đồ, dùng uy lực của Ngân Hà kiếm đồ, muốn hủy diệt một tinh vực có lẽ hơi khó, nhưng muốn hủy diệt một chung thế giới, đó là dư xài. Chớ nói chi là, Dương Diệp còn có ba con hung thú vô cùng cường đại. Bởi vậy, không có người sẽ vì chút lợi ích nhỏ mà đắc tội Thiên Vân tinh vực. Cho nên nếu những tinh vực này muốn sống, chỉ có đầu hàng Thiên Vân tinh vực. Trước kia sở dĩ không hồi âm, là vì bọn hắn cảm thấy Dương Diệp có thể là xảy ra chuyện rồi. Dù sao thi triển Ngân Hà kiếm đồ, dùng thực lực của Dương Diệp, nhất định là không cách nào thừa nhận. Cho nên trong nội tâm bọn hắn vẫn ôm một tia may mắn. Nhưng khi Dạ Lưu Vân truyền lời của Dương Diệp cho bọn hắn,
một tia may mắn trong nội tâm bọn hắn lập tức tan vỡ. Dương Diệp còn sống. Biết được điểm này, bọn hắn không do dự. Trong chiến thần điện, trong điện chỉ có ba người, Dương Diệp, đế nữ, còn có Dạ Lưu Vân. Những tinh vực đầu hàng kia, tiểu thế giới cộng lại có hơn 370. Cường giả thần giả cảnh có 6, bán thần cộng lại khoảng chừng hơn 100 vị. Trong điện, Dạ Lưu Vân chậm rãi nói. Nếu như hấp thu bọn hắn, thực lực của thiên vân tinh vực chúng ta, ở trong vị diện tam tinh đứng vào top 5. Chỉ top 5. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân chừng Dương Diệp. Bằng không thì ngươi cảm thấy thế nào? Thứ nhất, Dương Diệp ngượng ngùng cười cười. Ta cảm thấy chúng ta tương đương thế lực tứ tinh a. Dạ Lưu Vân lắc đầu. Đó là ngươi không biết thế lực ở hạ vị diện, thế giới dưới đại thế giới, toàn bộ gọi chung là hạ vị diện, thế nhưng ngươi biết rõ hạ vị diện có bao nhiêu không? Dương Diệp lắc đầu. Ngươi cũng đừng hỏi ta, trực tiếp nói cho ta biết đi. Dạ Lưu Vân nói. Hạ vị diện rất lớn, cực kỳ lớn, lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng, đã từng có cường giả thần giả cảnh bỏ ra 10 năm cũng không phát hiện cực hạn của hạ vị diện. Cuối cùng có con người phân chia khu vực cho hạ vị diện, theo thứ tự là Đông Cực Vực, Tây Cực Vực, Nam Cực Vực, Bắc Cực Vực. Chúng ta bây giờ là ở Đông Cực Vực, ở Đông Cực Vực, thế lực tam tinh không sai biệt lắm có 10 cái, nhưng thế lực tứ tinh lại chỉ có 1. Thế lực tứ tinh kia cách chúng ta có chút xa, cho dù sử dụng tinh không truyền tống trận, ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể đến. Dương Diệp có chút xấu hổ, hắn vẫn cho rằng hạ vị diện rất nhỏ, nguyên lai không phải nhỏ, mà là hắn ếch ngồi đáy giếng. Kỳ thật còn có một vực. Lúc này đế nữ bỗng nhiên nói. Hung vực, hung vực. Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân nhìn về phía đế nữ. Đế nữ khẽ gật đầu. Vực này rất thần bí, cũng tương đối nguy hiểm, người biết rất ít, phải nói là cực kỳ ít. Hung vực. Dương Diệp khó hiểu. Đế nữ nói. Vực này lai lịch không thể nào biết được, chỉ biết bên trong cực kỳ hung hiểm. Ở trong đó cường giả thần giả cảnh chết đi nhiều không kể xiết. Nhưng vẫn có rất nhiều cường giả tiến về, bởi vì bên trong có rất nhiều kỳ ngộ. Kỳ ngộ. Dạ Lưu Vân nói. Bên trong có lợi ích. Đế nữ khẽ gật đầu. Thiên Ma Vương truyền thừa, còn có phụ thân ta truyền thừa, đều là ở trong đó đạt được. Đúng rồi, hai con Thiên Ma Lang cũng đến từ hung vực. Vì sao đột nhiên nói tới hung vực? Dương Diệp hỏi. Đế nữ trầm mặc một hồi, sau đó nói. Ta hy vọng ngươi có thể đi hung vực. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Đế nữ trầm giọng nói. Trong hung vực, có một rừng rậm, tên U Ám Xâm Lâm, ở chỗ sâu có một con suối, tên Sinh Mệnh Chi Tuyền, trong đó có sinh mệnh chi thủy, vật ấy có thể tăng lên tuổi thọ. Tăng lên tuổi thọ. Thần sắc Dương Diệp động dung, hiện tại hắn thiếu nhất chính là cái gì? Thọ nguyên. Trong vòng 3 tháng đạt tới bán thần, cho dù ở trong Hồng Mông Tháp cũng khó làm được, cho nên hắn phải gia tăng tuổi thọ của mình, sau đó tranh thủ thời gian tu luyện. Không phải rất nguy hiểm sao? Dạ Lưu Vân nói. Đế nữ nhìn về phía Dương Diệp. Dùng thực lực của ngươi, tăng thêm chúng ba, thiên hạ này đã có thể đi ngang. Nhưng người đi hung vực, quyết không được chủ quan. Trong đó hung hiểm, ngươi nhìn thiên ma chủ cùng thiên ma sẽ biết. Cho dù dùng thực lực của thiên ma chủ lúc trước, tăng thêm hai con thiên ma lang cùng thiên ma, hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu. Dương Diệp cười cười. Yên tâm, ta sẽ không khinh địch. Đã từng có rất nhiều người khinh thị hắn, cuối cùng những người này đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Bởi vậy, hắn tuyệt sẽ không đi khinh thị bất luận kẻ nào. Đế nữ khẽ gật đầu. Nếu như không phải vì tuổi thọ, ta sẽ không nói cho ngươi biết hung vực. Không phải cảm thấy thực lực ngươi yếu, mà tính tình của ngươi quá kích động, đi vào bên trong, ta thật không cách nào tưởng tượng ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Mà trong đó, không thể so với bên ngoài. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, lời này của đế nữ có ý tứ là chỉ hắn rất biết gây tai họa a. Giống như biết Dương Diệp suy nghĩ, đế nữ nói khẽ. Không phải sợ ngươi gây tai họa, ta là sợ người khác chọc giận ngươi, tính tình của ngươi quá kích động, không chịu thiệt. Nếu người khác chọc giận ngươi, ngươi sẽ không nhường nhịn, chính là vì như vậy, cho nên rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cái này trách ta sao? Dương Diệp cười khổ. Đương nhiên không trách ngươi. Đế nữ khẽ lắc đầu. Kiếm đạo của ngươi có thể có thành tựu như bây giờ, là vì tính cách của ngươi. Kiếm tu,
phải có mũi nhọn, phải không sợ không lùi, tính cách của ngươi vừa lúc là như vậy. Cho nên kiếm đạo của ngươi phát triển cực kỳ nhanh, bởi vì ngươi không ý kỵ bất luận kẻ nào, dù đối thủ cường đại, phía sau đối thủ lại mạnh, ngươi cũng dám rút kiếm chiến một trận. Đơn giản mà nói, là ngươi không áp chế kiếm của mình, lúc nên rút tuyệt đối sẽ rút. Rất nhiều kiếm tu là làm không được điểm ấy. Như đế nữ nói, kiếm đạo của Dương Diệp phát triển cực nhanh, nguyên nhân chính yếu nhất là hắn không áp chế kiếm của mình. Tu kiếm, chú ý tâm tình, nếu tâm niệm thông suốt, kiếm đạo tự thành. Mà tâm niệm của Dương Diệp vẫn luôn rất thông suốt, bởi vì hắn không áp chế, lúc nên xuất kiếm sẽ xuất kiếm. Chính vì tâm niệm một mực thông suốt, cho nên kiếm đạo của hắn phát triển không gì sánh kịp. Mà sát ý phát triển rất đơn giản, là sát nhân. Một người bình thường, nếu để cho hắn giết chết mấy chục vạn người, hắn nói không chừng cũng có thể lĩnh ngộ sát ý. Ngươi chừng nào thì đi hung vực? Lúc này Dạ Lưu Vân đột nhiên hỏi. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói. Còn có hai chuyện chưa xử lý, làm xong sẽ đi. Trong đó một chuyện là man hoang tinh vực, còn có một chuyện là gì? Dạ Lưu Vân nói. Chút ít thế giới chiếm cứ địa bàn của Thiên Vân tinh vực đã trả địa bàn lại cho Thiên Vân tinh vực, hơn nữa đầu hàng, nhưng man hoang tinh vực lại không có động tĩnh, việc này nhất định phải xử lý. Dương Diệp nói. Thiếu nhân tình người ta, nhân tình này, phải trả mới được. Sự tình Thiên Vân thương hội. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp cười khổ nói. Lưu Vân, ngươi đừng quá thông minh. Ngươi như vậy, về sau ta sẽ không hàn huyên với ngươi. Dạ Lưu Vân quả thực giống như con giun trong bụng hắn. Dạ Lưu Vân mỉm cười, sau đó nói. Việc này xác thực phải xử lý, bằng không sẽ có vẻ không phúc hậu. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Nam Cung Cầm trợ giúp hắn là cực kỳ lớn, hiện tại bởi vì hắn, Nam Cung Cầm bị xử phạt. Việc này hắn tự nhiên phải đi giúp thoáng một phát. Bằng không thì như Dạ Lưu Vân nói, quá không hiền hậu. Lúc nào khởi hành? Dạ Lưu Vân nói. Hiện tại. Dương Diệp nói. Hiện tại hắn chỉ có không đến 3 tháng, tự nhiên không dám lãng phí thời gian. Đế nữ nói. Thiên Vân Thương Hội là một thương hội gia tộc này là Nam Cung gia tộc trưởng quản một chung thế giới, còn có hơn 100 tiểu thế giới. Cũng là một thế lực tam tinh, mặc dù không cường đại như man hoang tinh vực cùng thiên ma tinh vực, nhưng lực ảnh hưởng của bọn hắn lại là man hoang tinh vực cùng thiên ma tinh vực không cách nào bằng. Phải biết tinh vực hợp tác với bọn họ, thật sự rất nhiều. Đặc biệt là hệ thống tình báo của bọn hắn, có thể nói là mạnh nhất đông cực vực chúng ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Sau khi tới, hảo hảo đàm phán, dù sao ngươi là đi giúp Nam Cung Cầm, mà không phải đi đánh nhau. Nhớ chưa? Nghe vậy, Dạ Lưu Vân che miệng khẽ nở nụ cười. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, ở trong mắt đế nữ, Dương Diệp hắn chính là một tai tinh chuyên môn gây tai họa. Kỳ thật, đế nữ lo lắng là bình thường. Nàng cùng Dương Diệp ở chung qua một thời gian ngắn, đối với tính tình của Dương Diệp tương đối quen thuộc. Có thể nói, loại tính cách kia của Dương Diệp là cực kỳ dễ dàng gây chuyện. Mà sự thật cũng là như thế, cho tới nay. Dương Diệp một mực phiền toái không ngừng. Nhìn thấy thần sắc của Dương Diệp, khóe miệng đế nữ hơi nhấc lên. Được rồi, không nói ngươi nữa, mau đi đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt đế nữ, sau đó ôm vòng eo đế nữ, nói khẽ. Vị nhiên, còn nhớ trước kia đại chiến thiên ma chủ, ta nói gì không? Lúc ấy ta nói, nếu như chúng ta đều sống sót, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Đế nữ khẽ gật đầu. Khóe miệng Dương Diệp hơi nhấc lên, sau đó nói khẽ. Ta, không biết Dương Diệp nói gì, sắc mặt đế nữ đột nhiên đỏ bừng. Sau khi đùa giỡn đế nữ một phen, Dương Diệp đi ra Thiên Vân tinh vực, sau đó tiến về tinh không chi thành. Tổng bộ của Thiên Vân Thương Hội ở Vân Thương tinh vực, mà muốn đi Vân Thương tinh vực, tự nhiên phải về tinh không chi thành. Bởi vì loại chuyện bay vào vũ trụ, quá tiêu hao huyền khí. Cho nên vẫn là dùng tinh không truyền tống trận thuận tiện một. Không có dừng lại ở tinh không chi thành, Dương Diệp đi thẳng tới tinh không truyền tổng đài, giao nộp tiên tinh thạch, Dương Diệp tiến nhập truyền tống trận. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp mở mắt, lúc này hắn đã ở trong một mảnh tinh không, phía sau hắn là tinh không truyền tống trận. Người đến từ phương nào? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên,
sau đó một lão giả xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Thần giả. Dương Diệp cũng không ngạc nhiên, dù sao ở trong tinh không truyền tống trận, bình thường đều sẽ có người trấn thủ, mục đích tự nhiên là vì phòng ngừa có thế lực thông qua tinh không truyền tống trận đột nhiên phát động đánh lén. Ngươi là người phương nào? Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Dương Diệp. Nghe vậy, đồng tử lão giả bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi là Dương Diệp. Lão giả tự nhiên biết Dương Diệp, hiện tại ở vị diện đông cực vực người nào không biết Dương Diệp. Đây chính là nhân vật hung ác đã từng tàn sát một thành, hơn nữa một lần giết qua hơn 20 vị thần giả. Thần sắc lão giả cực kỳ đề phòng. Dương Diệp, lúc trước chuyện giữa Thiên Vân tinh vực, Thiên Ma tinh vực và Man Hoang tinh vực, Vân Thương tinh vực ta không có dính vào. Tuy Vân Thương tinh vực là một thế lực tam tinh, nhưng đối mặt Dương Diệp, đừng nói hắn, coi như là toàn bộ Vân Thương tinh vực cũng không dám khinh thị. Nghe lão giả nói, Dương Diệp nao nao, lập tức cười nói. Các hạ hiểu lầm, ta không phải đến tìm Thiên Vân Thương hội phiền toái, lần này ta tới, là muốn bái phỏng Nam Cung Cầm đại tiểu thư thoáng một phát, nàng là bằng hữu của ta. Nghe vậy, thần sắc lão giả khẽ buông lỏng, chỉ cần không phải đến tìm phiền toái là tốt rồi. Hắn đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói. Ngươi là tới tìm đại tiểu thư. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nghe vậy, lão giả trầm mặc, có chút do dự. Như thế nào, nàng đã xảy ra chuyện? Dương Diệp cau mày nói. Thấy thần sắc Dương Diệp có chút bất thiện, trong nội tâm lão giả hơi kinh, vội vàng nói. Không có gặp chuyện không may, chỉ là hiện tại nàng bị cấm túc, muốn gặp nàng, cái này nhất định phải có tộc trưởng đồng ý mới được. Ta có thể gặp tộc trưởng các ngươi không? Dương Diệp nói. Biểu lộ của lão giả có chút mất tự nhiên, có thể nói không được sao? Nếu như nói như vậy, vạn nhất Dương Diệp xông vào làm sao bây giờ? Từ tình báo đến xem, Dương Diệp cũng không phải loại lương thiện gì, ngay cả thành cũng dám tàn sát, còn có cái gì hắn không dám làm? Trầm mặc một cái chớp mắt, lão giả nói. Tộc trưởng đang bế quan, hiện tại chủ sự là nhị tiểu thư, ta mang ngươi đi gặp nhị tiểu thư, chỉ cần nàng đồng ý, ngươi cũng có thể gặp đại tiểu thư. Cũng được. Dương Diệp gật đầu nói. Cứ như vậy. Ở dưới sự dẫn dắt của lão giả, Dương Diệp đi tới chủ thành của Vân Thương Đại Lục, Vân Thương Thành. Sau khi tiến vào Vân Thương Thành, Dương Diệp có chút khiếp sợ. Bởi vì Vân Thương Thành phồn hoa thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Những kiến trúc trong thành kiến tạo cực kỳ xa hoa, đại đa số tài liệu đều là phẩm giai rất cao, trừ đó ra, nội thành người nhiều vô số, cực kỳ náo nhiệt, trên đường phố rộng gần trăm trượng đều là người. Không phải một con đường. Mà trên đại đa số đường phố đều đầy ấp người, những người này, tốc độ hành tẩu đều rất nhanh, giống như là đang bận việc gì. Không chung, nhìn thấy Dương Diệp dừng bước lại nhìn phía dưới, lão giả kia nói. Thương hội của chúng ta ở rất nhiều thế giới đều thành lập cửa hàng, mà Vân Thương Thành là tổng bộ, bởi vậy chúng ta lấy được hàng hóa đều vận chuyển về đây, sau đó phân loại, lại vận chuyển ra ngoài, cho nên đều bề bộn nhiều việc. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Có lẽ các ngươi rất giàu có. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước nhị tiểu thư thua Dạ Lưu Vân 10 vạn tiên tinh thạch, tiện tay liền lấy ra 8 vạn tiên tinh thạch. Đương nhiên, trên mặt lão giả mang vẻ đắc ý. Ở đông cực vực, ngoại trừ tinh không chi thành, không có thế lực nào tài lực có thể qua được chúng ta. Giống như nghĩ đến cái gì, lão giả đột nhiên thu lời, sau đó hắn nhìn Dương Diệp một cái nói. Kỳ thật, cũng không phải rất giàu có. Chúng ta ăn uống rất đạm bạc, thời gian qua không tốt lắm a. Khóe miệng Dương Diệp co lại, ta lại không đoạt của các ngươi, ngươi cần như vậy không? Kỳ thật, lão giả sợ đúng là Dương Diệp đoạt. Dương Diệp mang theo đám người nguyên lão của Thiên Vân Thương hội cướp bóc linh mạch khắp nơi, ở Thiên Vân Thương hội cũng không phải bí mật gì. Ở dưới sự dẫn dắt của lão giả, Dương Diệp đi tới bên ngoài một gian đại điện tên là Vân Điện, bất quá hắn cùng với lão giả không có đi vào. Bởi vì một lão giả áo đen chắn ở trước mặt hai người. Lý trưởng lão, ngươi không trấn thủ ở tinh không truyền tống trận, trở lại làm gì? Lão giả áo đen nhìn về phía lão giả bên cạnh Dương Diệp, cau mày nói. Nghe vậy, Lý trưởng lão thi lễ. Đại trưởng lão, có người muốn gặp nhị tiểu thư, cho nên ta dẫn hắn đến. Gặp nhị tiểu thư. Lão giả áo đen nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh Lý trưởng lão, sau đó nói. Ngươi là ai?
Dương Diệp. Dương Diệp nói. Nghe vậy, hai mắt lão giả áo đen lập tức nhíu lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi chính là Thiên Vân Tinh vực Dương Diệp. Dương Diệp sờ lên mũi của mình, bây giờ thanh danh của mình có chút lớn a, ai cũng nhận biết mình. Lúc này lão giả áo đen lại nói. Không biết các hạ tới Thiên Vân Thương Hội là có chuyện gì? Tới tìm bằng hữu, Nam Cung Cầm, Ân, cũng là đại tiểu thư của các ngươi, bất quá nghe nói nàng bị cấm túc, muốn gặp nàng, phải được nhị tiểu thư của các ngươi đồng ý, cho nên hiện tại ta đến tìm nhị tiểu thư của các ngươi. Dương Diệp nói, ngươi là bằng hữu của đại tiểu thư. Lão giả áo đen có chút kinh ngạc. Không thể sao? Dương Diệp nói. Lão giả áo đen đánh giá Dương Diệp một cái, thần sắc có cơ chút cổ quái, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên là bằng hữu của Nam Cung Cầm. Không thể không nói, bằng hữu như Dương Diệp, phân lượng thật không nhẹ, bất quá vẫn phải xem tình hữu nghị của hắn và Nam Cung Cầm sâu hay không, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, vậy thì không có tác dụng gì quá lớn. Mà nếu như là bằng hữu rất tốt, như vậy. Trầm mặc một hồi, lão giả áo đen nói. Hiện tại nhị tiểu thư đang gặp một khách nhân trọng yếu, phân phó bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu nàng. Không sao, ta có thể đợi. Dương Diệp cười nói. Lão giả áo đen nhìn Dương Diệp một cái, hắn có chút ngoài ý muốn, Dương Diệp giống như rất dễ nói chuyện a, hơn nữa trên người cũng không có cảm giác vênh váo hung hăng. Nghe đồn Dương Diệp ưa thích một lời không hợp liền giết người, cái tin đồn này giống như có chút không chân thực a. Lão giả áo đen thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Vậy thì tốt, đợi nhị tiểu thư nói chuyện xong, ta sẽ mang ngươi đi gặp nàng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy làm phiền. Lão giả áo đen nhìn Dương Diệp một cái, Dương Diệp xác thực thật dễ nói chuyện a. Không có nói thêm cái gì, lão giả áo đen nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lão giả áo đen đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía Lý trưởng lão. Các hạ cứ tự nhiên, ta ở chỗ này chờ là được. Lý trưởng lão do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Lý trưởng lão đi rồi, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi đến một cái bàn ngồi xuống. Tu luyện. Hiện tại với hắn mà nói, một chút thời gian cũng không thể lãng phí, bởi vì hiện tại thời gian là tánh mạng. Đã qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, một thanh niên cùng hai lão giả xuất hiện ở xa xa, ba người bước nhanh về phía cửa đại điện, bất quá sắp đi vào, lão giả áo đen xuất hiện lần nữa. Nhị tiểu thư đang bận. Mặc kệ người phương nào cũng không thể quấy nhiễu. Lão giả áo đen nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thanh niên nam tử do dự, sau đó lui ra, hắn cũng không dám xông vào. Tại nguyên chỗ đợi một hồi, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp xếp bằng tu luyện, thời điểm nhìn thấy Dương Diệp, hai mắt thanh niên nam tử lập tức dữ tợn. Mà lúc này, Dương Diệp cũng nhìn về phía thanh niên nam tử, nhìn thấy thanh niên nam tử giống như muốn ăn thịt hắn. Dương Diệp không khỏi sững sờ, mình giống như không biết thằng này a. Như thế nào, không nhớ ta rồi hả? Thanh niên nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Nhắc nhở ngươi thoáng một phát, tinh không chi thành, nhị tiểu thư. Nghe vậy, Dương Diệp đánh giá thanh niên nam tử, hiện tại hắn nhớ tới đối phương rồi. Lúc trước bên cạnh nhị tiểu thư có một nam tử, lúc hắn và nhị tiểu thư náo mâu thuẫn, đối phương xuất thủ với hắn, sau đó bị hắn một quyền đánh bay. Hắn không nghĩ tới vậy mà gặp được đối phương ở đây. Lúc này thanh niên nam tử mang theo hai lão giả đi tới trước mặt Dương Diệp, âm thanh hung dữ nói. Vốn muốn đi tìm ngươi, nhưng hiện tại tốt rồi. Chính ngươi vậy mà xuất hiện ở trước mặt ta, xem ra lão thiên cũng đang giúp ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, sau đó nói. Có lẽ nó không phải đang giúp ngươi, mà là đang hại ngươi. Vậy sao? Thanh niên nam tử giữ tợn cười cười, sau đó vung tay phải lên. Chặt tứ chi của hắn cho ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi không biết ta. Cũng không phải nói hắn tự kỷ, mà hắn cảm thấy, hai chữ Dương Diệp này, hẳn có chút sức nặng a. Nam tử này biết tên của hắn, lại còn muốn đến tìm hắn phiền toái, cái này có chút không bình thường. Bởi vì hai lão giả sau lưng nam tử này, chỉ có một vị là thần giả. Thanh niên nam tử mỉa mai nói. Nhận thức ngươi, buồn cười, ta nên nhận thức ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Chặt tứ chi, không, ngay cả chi thứ năm cũng chặt cho ta.
Chàng trong đột nhiên vang khởi tiếng bạt tai thanh thúy, tiếp theo, thanh niên kia bay ra ngoài. Cả mặt đất run rẩy kịch liệt, sau đó rạn nứt ra. Hai lão giả ở bên cạnh ngây ngẩn cả người. Dương Diệp cũng có chút sững sờ, bởi vì xuất thủ không phải hắn, mà là lão giả áo đen lúc trước. Hoa lão. Một lão giả khó hiểu nhìn lão giả áo đen. Lão giả áo đen lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả nói chuyện, sau đó phải tay khẽ vẫy, thanh niên kia bị hắn bắt tới trước mặt. Đầu ngươi có phải bị cửa kẹp hay không? Thanh niên nam tử có chút mộng, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Lão giả áo đen trừng thanh niên, sau đó nói. Bây giờ lập tức cút trở về, trong vòng L3 năm không được ra khỏi cửa. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả lúc trước nói. Nói với lão gia của các ngươi, đây là lệnh của ta. Vì cái gì? Thanh niên nhìn lão giả áo đen, trong mắt ngoại trừ khó hiểu, còn có lửa giận, tự nhiên vô cớ bị đánh một tát, hắn tự nhiên rất tức giận, nếu như cơ không phải lão giả áo đen thực lực cường đại, lúc này nói không chừng hắn đã xuất thủ. Vì cái gì? Ánh mắt lão giả áo đen rơi vào trên người thanh niên. Nếu không phải nể mặt mũi của gia gia ngươi, ta mới lười quản sống chết của ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả kia. Lập tức mang theo hắn cút trở về, bằng không thì ta không ngại thay gia gia hắn giáo huấn hắn một chút. Ta không phục. Lúc này, thanh niên kia đột nhiên giận dữ hét. Hoa lão, vì cái gì ngươi giúp hắn mà không giúp ta, ngươi còn coi gia gia ta là huynh đệ sao? 3. Thuận theo tiếng tát vang lên, thanh niên lần nữa bay ra ngoài. Một bên, thần sắc của hai lão giả có chút khó coi. Nhưng hoa lão lại mặc kệ bọn hắn, mà nhìn về phía thanh niên nằm trên đất. Ngươi cái ngu ngốc này, nếu không phải ta coi ra ra ngươi là huynh đệ, lão phu mới lười đánh ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Dương tiểu hữu, ngươi hẳn không tính toán chi ly với tiểu thí hải a. Kỳ thật, thời điểm nhìn thấy bọn người thanh niên muốn xuất thủ với Dương Diệp, hắn là bị dọa nhảy dựng, con mẹ nó đùa sao, tháo tứ chi của Dương Diệp. Không muốn sống như thế sao? Đừng nói thanh niên kia, coi như tập hợp lực lượng của cả Thiên Vân Thương Hội chỉ sợ cũng không làm được a. Tiểu thí hài. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo đen, không thể không nói, hoa lão rất biết nói chuyện. Nếu hắn tính toán với thanh niên, cái kia không phải cũng thành tiểu thí hài sao? Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Đương nhiên sẽ không tính toán, bất quá nếu hắn một mực đến tìm ta quấy rầy như vậy. Ta bảo chứng tuyệt đối sẽ không. Lão giả áo đen nói. Dương Diệp nhún vai, không nói chuyện nữa. Lúc này, lão giả bên cạnh nhìn không được nói. Hoa lão, hắn. Hắn gọi Dương Diệp. Lão giả áo đen nói xong lời này, trực tiếp xoay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Dương tiểu hữu, tiểu thư đã xử lý xong sự tình, đi thôi. Dương Diệp gật đầu, sau đó đi theo hoa lão. Mà tại chỗ... Hai lão giả thì như hóa đá, rất nhanh, trên khuôn mặt hai người đều chảy ra mồ hôi lạnh. Dương Diệp, Dương Đồ Tể, bây giờ ở Đông Cực Vực, ai không biết Dương Diệp? Này là một vị tuyệt thế sát thần lĩnh ngộ sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, hơn nữa ở trên tay hắn, còn có Ngân Hà Kiếm Đồ danh xưng hạ vị diện đệ nhất chí bảo. Có thể nói, đừng nói bọn hắn chỉ là tinh vực nhị tinh, coi như là tinh vực tam tinh cũng không dám đắc tội Dương Diệp. Mà vừa rồi bọn hắn muốn tháo bỏ tứ chi của Dương Diệp. Giờ phút này, bọn hắn đối với hoa lão, cảm kích đã đến tình trạng không cách nào diễn tả bằng lời. Nếu như không phải hoa lão xuất thủ, hôm nay ba người bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Chỗ xa, thanh niên kia ngốc như gà gỗ. Dương Diệp. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, lúc đó ở tinh không chi thành, đánh hắn đúng là người tên Dương Diệp, bất quá khi ấy hắn không có để ý danh tự. Bởi vậy mới có một màn vừa rồi. Kỳ thật, lúc này trong lòng hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như Dương Diệp giết hắn, Gia Gia là tuyệt đối sẽ không báo thù cho hắn. Thù này, báo không nổi. Rất nhanh, ba người rời khỏi tại chỗ. Mà Dương Diệp thì theo hoa lão tiến vào trong đại điện. Trong đại điện chỉ có ba người, hắn, còn có lão giả áo đen, cùng với nhị tiểu thư. Dương Diệp nhìn về phía nhị tiểu thư, so sánh với Nam Cung Cầm, trên người nhị tiểu thư nhiều hơn một cỗ anh khí. Dương Diệp cũng không nói vòng vo, lập tức nói. Nhị tiểu thư, hôm nay đến, là muốn gặp đại tiểu thư,
không biết nhị tiểu thư có thể cho cái thuận tiện hay không. Chỉ gặp nàng. Nhị tiểu thư lạnh nhạt nói. Đương nhiên không phải. Dương Diệp cười nói. Lúc đó đại tiểu thư tương trợ ta, sau đó bị ta liên lụy, việc này, ta cảm thấy ta nên quản, bằng không thì quá không hiền hậu. Quản. Khóe miệng nhị tiểu thư nổi lên dáng tươi cười. Không biết người muốn quản như thế nào. Nàng là bằng hữu ta. Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư. Thì tính sao? Nhị tiểu thư không chút yếu thế cùng Dương Diệp đối mặt. Nàng là người Nam Cung gia ta, nàng phạm lỗi, Nam Cung gia ta tự nhiên có quyền xử trí nàng. Dương Diệp lắc đầu nói. Cái gọi là lỗi, là bởi vì nàng tương trợ ta, đúng không? Phải. Nhị tiểu thư nói. Nàng tự tiện cuốn vào sự tình xê giữa Thiên Vân tinh vực cùng Man Hoang tinh vực, cử động của nàng, nghiêm trọng tổn hại lợi ích của thương hội chúng ta, cho nên nàng phải bị xử phạt. Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư rất lâu, sau đó nói. Nhị tiểu thư, ta từng đáp ứng nàng, nàng giúp ta có thể để nàng ở thế giới ta quản hạt mở chi nhánh, hơn nữa không thu bất luận phí dụng gì. Bây giờ, Thiên Vân tinh vực ta đã nắm giữ vài trăm tiểu thế giới, chỉ cần nàng đi, trong vài trăm thế giới, Thiên Vân thương hội có thể nhập trú, hơn nữa ở trong 30 năm, không thu bất luận thuế phú gì. Vài trăm thế giới. Nhị tiểu thư động dung, nếu như Thiên Vân thương hội nhập trú các thế giới kia, thu được lợi ích tuyệt đối là cực lớn. Hơn nữa còn không thu bất luận thuế phú, có thể tưởng tượng, ở trong vài thập niên, Thiên Vân thương hội chắc chắn sẽ giàu chảy mỡ. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân sắc của nhị tiểu thư nhu hòa xuống, sau đó nói. Dương Diệp, lời ấy là thực. Đương nhiên, Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư. Bất quá, điều kiện duy nhất là phải do đại tiểu thư đến cùng Thiên Vân tinh vực ta hiệp đàm, Thiên Vân tinh vực ta, chỉ nhận nàng. Nghe nói như vậy. Sắc mặt nhị tiểu thư trầm xuống. Dương Diệp, người muốn nhúng tay nội sự của thương hội chúng ta. Này có chút quá đáng. Quá đáng. Hai mắt Dương Diệp hơi mị. Nhị tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng, nếu như không phải nể tình các ngươi là thân nhân của Nam Cung Cầm, hôm nay ta căn bản sẽ không nói nhãm với các ngươi. Hôm nay ta nói rõ ràng, Thiên Vân thương hội các ngươi, Nam Cung Cầm chủ sự, ta coi các ngươi là minh hữu, nếu như là người khác chủ sự. Thật có lỗi, Thiên Vân tinh vực ta không hoan nghênh bất luận kẻ nào của Thiên Vân thương hội tới. Thần sắc của nhị tiểu thư có chút khó coi. Dương Diệp, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, bây giờ không ai dám trêu chọc ngươi, nhưng này không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi. Nếu ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác, Nam Cung gia ta hoan nghênh, nhưng sự tình của Nam Cung gia chúng ta, chính chúng ta sẽ quản, không đến phiên ngoại nhân tới làm chủ. Dương Diệp gật đầu. Này là nói. Các ngươi sẽ không thả đại tiểu thư. Không thả. Nhị tiểu thư nhìn Dương Diệp, trịch địa hữu thanh. Ngươi xác định. Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư hỏi. Cực kỳ xác định. Thanh âm của nhị tiểu thư vừa dứt, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bất quá ngay thời điểm hắn biến mất, lão giả áo đen cũng đột nhiên biến mất. Tốc độ vậy mà còn nhanh hơn Dương Diệp một phần. Trực tiếp đến sau lưng Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người đâm ra một kiếm. Thuận theo một tiếng vang to lớn, lão giả áo đen bị chấn ra ngoài điện. Ngoài điện, trong nội tâm lão giả áo đen cả kinh, hắn nhìn tay của mình, lúc này bàn tay của hắn có một kiếm động. Thần sắc của lão giả áo đen vô cùng ngưng trọng đứng dậy, hắn không nghĩ đến, Dương Diệp còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong điện, lúc này Dương Diệp đã ở trước mặt nhị tiểu thư, cùng lúc đó, một thanh kiếm điểm ở mi tâm của nàng. Để đại tiểu thư đến gặp ta. Dương Diệp nhìn nhị tiểu thư. Tốt nhất nhanh một chút, ta người này, luôn không có kiên nhẫn gì. Dương Diệp, này là chuyện của Nam Cung gia ta. Nhị tiểu thư nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta mặc kệ sự tình của Nam Cung gia các ngươi, ta chỉ biết, là nàng ở lúc Thiên Vân tinh vực khó khăn nhất vươn tay viện trợ, bây giờ nàng có khó khăn, ta có thể nào tụ thủ bàng quan. Nếu Thiên Vân thương hội ngươi không dung nàng, không quan hệ, ta mang nàng đi. Ta giúp nàng thành lập một thương hội càng lớn hơn Thiên Vân thương hội. Đối với Dương Diệp mà nói, người lấn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không quên, tương tự, giúp qua hắn, hắn tuyệt đối cũng sẽ không quên. Nhị tiểu thư nhìn Dương Diệp, không có nói chuyện. Lúc này Dương Diệp nói, ta thật không thích nói nhãm, cũng không muốn ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí thời gian, trong 10 tức, nếu ta không thấy nàng, ta sẽ cắt đầu ngươi.
Bá đạo, cực kỳ bá đạo. Ngay lúc này, Dương Diệp giống như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nói. Nghe nói Nam Cung ra đời này chỉ có ngươi cùng tỷ tỷ. Ngươi có ý tứ gì? Nhị tiểu thư nhíu mày nói. Dương Diệp nói. Nếu ta giết ngươi, như vậy chỉ còn lại có tỷ tỷ ngươi. Nghe nói như vậy, đồng tử của nhị tiểu thư đột nhiên co lại, trong mắt đã có một tia sợ hãi. Dương huynh, ngươi đừng bắt nạt muội muội ta. Ngay lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên. Dương Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy chỗ không xa, Nam Cung Cầm thong thả đi tới, ở bên cạnh Nam Cung Cầm, còn có một lão giả, hình thế lão giả tương đối béo, toàn thân ăn mặc hoa lệ, cả người thoạt nhìn rất phú quý, đồng thời trên người còn dẫn một tia uy nghiêm. Nhìn thấy Nam Cung Cầm, Dương Diệp thu kiếm, sau đó nói. Ngươi không sao chứ? Nam Cung Cầm nhìn hắn. Kỳ thật ở thời điểm người đánh bại Thiên Ma Tinh Vực, ta đã không sao rồi. Đương nhiên, coi như ngươi không thể đánh bại Thiên Ma Tinh Vực, ta cũng sẽ không sao. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nam Cung Cầm cười cười, sau đó bắt đầu giải thích. Rất nhanh, Dương Diệp đã minh bạch, kỳ thật thời điểm hắn đánh bại Thiên Ma Tinh Vực, Nam Cung Cầm đã được thả. Sở dĩ không có công bố, là bởi vì muốn nhìn Nam Cung Cầm nàng cùng Dương Diệp có bao nhiêu hữu nghị. Nếu như Dương Diệp không đến tương trợ Nam Cung Cầm, như vậy chứng tỏ, hữu nghị của bọn hắn là không, Dương Diệp chỉ lợi dụng nàng. Mặc dù Thiên Vân Thương Hội không cách nào báo thù Dương Diệp, nhưng lại có thể rời xa Dương Diệp, không cùng Dương Diệp hợp tác. Mà Dương Diệp đến, không chỉ đến, còn vì Nam Cung Cầm không tiếc đối địch Thiên Vân Thương Hội. Này chứng tỏ Nam Cung Cầm ở trong nội tâm Dương Diệp sức nặng rất lớn, cũng chứng tỏ Nam Cung Cầm không có nhìn nhầm người. Càng chứng tỏ, Nam Cung Cầm cược thắng rồi. Thật có lỗi. Trong mắt Nam Cung Cầm có một tia áy náy, dùng phương thức này tới thăm dò Dương Diệp, là có chút không tốt. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này lão giả bên cạnh Nam Cung Cầm nói. Việc này không có quan hệ gì tới Cầm Nhi, đều là chủ ý của lão phu. Các hạ là. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Nam Cung Thiên. Lão giả nói. Thiên Vân Thương Hội tiền nhậm hội trưởng, cũng là gia gia của hai nha đầu này, ngươi cũng có thể bảo ta gia gia. Trên mặt Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, ta gọi con em ngươi a. Xem biểu lộ của ngươi, giống như bảo gọi ta gia gia rất thua thiệt a. Nam Cung Thiên nói, ngươi có biết, ở hạ vị diện Đông Cực Vực, có bao nhiêu người muốn gọi ta gia gia không? Ta cho biết ngươi, sắp xếp có thể từ Đông Cực Vực đến Tây Cực Vực. Gia gia. Lúc này Nam Cung Cầm đột nhiên hung hăng trừng Nam Cung Thiên, mặt của nàng đỏ hồng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Cung Cầm, hắn có chút minh bạch. Nam Cung Thiên xác thực không có nói dối, muốn gọi hắn ra ra, chỉ sợ nhiều lắm. Vì cái gì? Bởi vì gọi hắn ra ra, này ý nghĩa sẽ kết hôn với cháu của hắn, mà cưới cháu hắn, về sau chắc chắn sẽ có một nửa tài phú của thương hội. Này cũng không phải một con số nhỏ a. Mà lão đầu này muốn mình gọi hắn ra ra. Ý tứ đã rất rõ ràng. Bất quá hắn không có ý tứ này, nữ nhân của hắn đã rất nhiều. Thêm một nữ nhân, đối với đám người đế nữ là nhiều một phần không công bình. Hơn nữa hắn đối với Nam Cung Cầm, thật sự chỉ coi là bằng hữu. Nghĩ đến đây, Dương Diệp cười nói. Tiền bối nói đùa, ta cùng Nam Cung Cầm cô nương là bằng hữu. Thấy Dương Diệp cự tuyệt, Nam Cung Cầm nhìn thoáng qua Dương Diệp, mặc dù nàng đối với Dương Diệp có hảo cảm. Bất quá lại không tới trình độ yêu, nhưng nhìn thấy Dương Diệp cự tuyệt, làm nữ nhân, trong nội tâm vẫn có chút không thoải mái, xem mình không xứng với hắn. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Lão gia, thương nhân trục lợi, ta cực kỳ lý giải, nhưng ta cảm thấy, không thể cái gì cũng nhìn lợi ích. Cầm cô nương là người, nàng không phải hàng hóa, lão gia không nên coi nàng là hàng hóa đầu tư, hoặc lợi dụng nàng đến lôi kéo người, người cảm thấy đúng không? Lão gia này tác hợp hắn và Nam Cung Cầm, mục đích kỳ thật rất rõ ràng, là lôi kéo hắn. Mà hắn đối với sự tình này là cực kỳ phản cảm, ái tình, không dung bất kỳ một chút ích kỷ nào. Nghe Dương Diệp nói, Nam Cung Cầm nao nao, lúc nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt dần dần nhu hòa. Bây giờ nàng có chút minh bạch vì cái gì nữ tử thông tuệ như Dạ Lưu Vân cũng cam tâm tình nguyện theo Dương Diệp. Mặc dù thực lực của Dương Diệp cường đại, nhưng đối với nữ nhân là thật tôn trọng. Sẽ không khinh tiện nữ nhân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tán thành ngươi. Một bên,
Nhị tiểu thư cũng nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Nam Cung Thiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Được, ta thừa nhận, trước kia ta xem nhẹ ngươi. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Chư vị, Cầm cô nương đã không có sự tình, ta cáo từ trước. Hắn còn muốn đi Man Hoang Tinh Vực, sự tình Man Hoang Tinh Vực có chút quỷ dị, hắn phải xử lý thoáng một phát. Chỉ có giải quyết Man Hoang Tinh Vực, hắn mới dám đi Hung Vực. Ngươi là muốn đi Man Hoang Tinh Vực? Nam Cung Thiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Tiền bối làm sao biết? Nam Cung Thiên nói. Ngoại trừ Man Hoang tinh vực còn lại đều đã đầu hàng, ngươi nhất định là muốn xử lý. Bất quá lần này đi, ngươi phải chú ý một ít. Như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Nam Cung Thiên. Nam Cung Thiên thở dài. Ta có phải người điều tra qua, nhưng lại không được tin tức xác thực, chỉ nghe nói đằng sau Man Hoang Tinh Vực giống như có người. Bất quá dù đằng sau không ai, bọn hắn khẳng định cũng có chỗ dựa. Cho nên lần này đi, không thể chủ quan. Bất quá, dùng thực lực của ngươi bây giờ, dù 10 tên thần giả chỉ sợ cũng khó có thể kích giết người. Nhưng phải cẩn thận một ít. Bởi vì Nam Cung Cầm, có thể nói, Dương Diệp càng mạnh, đối với Thiên Vân Thương Hội chỗ tốt lại càng lớn, bởi vậy hắn tự nhiên không hy vọng Dương Diệp chết non. Đa tạ nhắc nhở. Dương Diệp nhìn Nam Cung Thiên ôm quyền, sau đó nói. Ta biết Thiên Vân Thương Hội ở phương diện thông tin độc nhất vô nhị, ta hy vọng chư vị ở phương diện thông tin, có thể cho Thiên Vân Tinh Vực một ít trợ giúp. Không có hệ thống thông tin tốt, chẳng khác nào là mù lòa, nếu như Thiên Vân Thương Hội có thể cung cấp cho đám người đế nữ thông tin mà nói, đám người đế nữ làm sự tình, không nghi ngờ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đương nhiên, Nam Cung Thiên cười nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Cáo từ. Nói xong. Hắn không dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Đáng tiếc. Lúc này Nam Cung Thiên đột nhiên lắc đầu nói. Đáng tiếc cái gì? Nam Cung Cầm nhìn về phía Nam Cung Thiên, khó hiểu. Ra ra đáng tiếc Dương Diệp không thể trở thành cháu rể của hắn. Nhị tiểu thư lạnh nhạt nói. Nam Cung Thiên cười cười, sau đó nói. Kỳ thật này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chúng ta là thương hội, thích hòa khí sinh tài. Vạn sự dĩ hòa quý, mà Dương Diệp xử sự vừa vặn trái lại chúng ta. Hắn thật trở thành cháu rể ta, đối với thương hội chúng ta mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Nam Cung Cầm cùng nhị tiểu thư nói. Về sau hai nhà đầu các ngươi cũng đừng tranh cái gọi là gia chủ nữa, đợi có một ngày nếu lão phu mất, các ngươi là thân nhân duy nhất của đối phương, minh bạch không? Hai nữ trầm mặc, Nam Cung Thiên nhìn về phía nhị tiểu thư. Nhị nha đầu, trước kia Dương Diệp thật muốn giết ngươi mà nói, ngươi có biện pháp phản kháng không? Ngươi thấy được chưa, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, chí mưu gì cũng không có tác dụng. Ngươi thích hợp tu luyện, mà không phải kinh doanh, về sau ngươi phải càng cố gắng tu luyện, mà không phải chạy lung tung, cùng đại tỷ tranh vị trí hội trưởng, minh bạch chưa? Nhị tiểu thư trầm mặc. Nam Cung Thiên hạ giọng thở dài. Ta không phải thiên hướng tỷ tỷ ngươi, chỉ là nàng xác thực thích hợp kinh doanh. Mà ngươi, càng thích hợp tu luyện. Khi có một ngày ngươi đạt tới trình độ như Dương Diệp, ngươi sẽ phát hiện, ngoại trừ thực lực, còn lại hết thảy đều là phù du. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Nam Cung Cầm. Ngươi cũng thế, nhớ kỹ, lại nhiều tài phú, nếu như không có thực lực cường đại, cũng chỉ là hư ảo. Trầm mặc rất lâu, nhị tiểu thư gật gật đầu nói. Ta hiểu được. Kỳ thật lúc trước kiếm của Dương Diệp chống đỡ ở mi tâm nàng, nàng đã hiểu. Thực lực, thế giới này thực lực phi tôn, mà không phải tài phú chí tôn. Đương nhiên, tài phú đạt tới trình độ nhất định, cũng là rất khủng bố, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải có thực lực, bằng không thì, người ta muốn giết nàng, nàng ngay cả cơ hội lợi dụng tài phú đi bộc phát cũng không có. Thực lực quan trọng hơn tài phú. Nắm lấy tài phú, là vì để cho thực lực càng mạnh hơn. Đây là ý tứ của Nam Cung Thiên. Lúc này, Nam Cung Thiên nhìn về phía Nam Cung Cầm. Mặc dù trước đó ngươi làm có chút mạo hiểm, nhưng không thể không nói, ngươi rất có phách lực, hơn nữa bởi vì cử động lớn mật của ngươi, để Nam Cung gia ta chiêu đến một minh hữu cường đại, chỉ cần Dương Diệp không chết, ngày sau Nam Cung gia ta có thể một mực lưu truyền, hơn nữa dù về sau ta mất, các ngươi cũng còn có một chỗ dựa. Gia gia, thân thể ngươi. Nam Cung Cầm muốn nói lại thôi. Nam Cung Thiên cười cười.
không có gì, sống lâu rồi, lại không cách nào lên đại thế giới, chết là sự tình sớm muộn. Các ngươi về xử lý chuyện của mình đi. Nói xong, thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ. Rời khỏi Vân Thương tinh vực, Dương Diệp đến tinh không chi thành, bất quá hắn cũng không có tiến về man hoang tinh vực, mà ngồi điều tức trạng thái. Lần này đi man hoang tinh vực, hắn tự nhiên là muốn dùng trạng thái tốt nhất. Như Nam Cung Thiên nói, man hoang tinh vực ở sau khi đại bại, một chút động tĩnh cũng không có, nhất định là không tầm thường. Đối phương không phải có trợ thủ, là có dựa vào. Bất quá việc này hắn không để ý, hắn chỉ biết, man hoang tinh vực phải trả giá. Lấy địa bàn của Thiên Vân tinh vực, sau đó lại tiến công Thiên Vân tinh vực, bây giờ giả vờ ngồi im. Suy nghĩ nhiều. Khoảng chừng qua nửa giờ, Dương Diệp rời khỏi tại chỗ, đến tinh không truyền tống đài, sau đó tiến vào tinh không truyền tống trận tiến về man hoang tinh vực. Qua không biết bao lâu, Dương Diệp đến một mảnh tinh không, hắn quét nhìn bốn phía không có cường giả trấn thủ. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Man hoang đại lục. Dương Diệp mới tiến vào man hoang đại lục, lúc này hai mắt hắn đột nhiên hơi híp, sau đó ngừng lại, cùng lúc đó, huyền khí trong thân thể tuôn ra. Dương Diệp, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chờ mình đã lâu. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, khóe miệng cười lạnh. Hắn tự nhiên không sợ mai phục, trong cơ thể hắn có ba hung thú, lại thêm chính hắn, 10 vị thần giả hắn cũng có thể đánh chờ mình. Phải biết, hiện tại kiếm ý của hắn là nửa bước quy nguyên cảnh, hơn nữa nếu như sử dụng kiếm thần ấn, cái kia chính là kiếm ý quy nguyên cảnh chính thức. Có thể nói, trừ khi đối phương có 20 vị thần giả, bằng không mai phục hắn, cái kia chính là tìm chết. Mà bây giờ, man hoang tinh vực có 20 vị thần giả sao? Hiển nhiên là không thể. Bất quá hắn sẽ không khinh địch, cẩn thận chạy được vãn năm thuyền, những lời này hắn cực kỳ đồng ý, rất nhiều người là chết ở dưới sự khinh thường của mình. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, không gian rung rung, rất nhanh, xuất hiện một trung niên khôi ngô, ở bên cạnh trung niên này, còn có một thanh niên tay cầm quạt lông. Trừ đó ra, không có bất kỳ cường giả nào. Không phải mai phục. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người trung niên kia, người này khí tức rất mạnh, cho hắn cảm giác nguy hiểm giống như thiên ma chủ lúc trước. Nhìn thoáng qua trung niên, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thanh niên, đánh giá thanh niên, trong mắt Dương Diệp nhiều hơn một tia ngưng trọng, bởi vì ở trên người thanh niên, có một tầng lực lượng thần bí, để cho hắn không cách nào xem thấu thực lực của đối phương. Dương Diệp nhìn về phía trung niên kia. Ngươi là man hoang tinh vực man chủ. Là ta. Trung niên mặt không biểu tình. Đối với Dương Diệp, hắn tự nhiên là muốn giết cho thống khoái. Bởi vì Dương Diệp, hiện tại man hoang tinh vực rơi đến trình độ nào? Có thể nói, hiện tại man hoang tinh vực, ngay cả một ít thế lực nhị tinh cũng không bằng. Bởi vì thần giả của bọn hắn đã bị Dương Diệp giết chín thành. Lòng của hắn nhỏ máu. Dùng thực lực tuyệt đối vây giết Dương Diệp, không để cho Dương Diệp bất cứ cơ hội nào, đây là hắn nói. Bởi vì hắn biết rõ, đối phó Dương Diệp, không thể từng điểm phái người đi, một vài người tiến đến, là đi tặng đầu người. Bởi vậy hắn tập hợp cơ hồ tất cả thần giả của man hoang tinh vực cùng mấy tinh vực khác, hy vọng một lần diệt sát Dương Diệp, không để cho Dương Diệp một chút cơ hội. Nhưng hắn không nghĩ tới, trên người Dương Diệp có ngân hà kiếm đồ, sau đó người không có giết đến, chính bọn hắn lại bị Dương Diệp tận diệt. Trận chiến này, trừ man hoang tinh vực còn lại trực tiếp đầu hàng, mà man hoang tinh vực bọn hắn cũng chịu không nổi tổn thất, từ trên đám mây ngã xuống đất. Đây hết thảy, đều là vì Dương Diệp. Nếu như không vì Dương Diệp, lúc này man hoang tinh vực khả năng đã là tinh vực tam tinh cường đại nhất đông cực vực. Trong tràng, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nguyên lai người chính là man chủ. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang xuất hiện, đạo kiếm quang này dùng tốc độ cực nhanh đâm thẳng về phía man chủ. Hắn mặc kệ man chủ này vì cái gì ở sau khi đại bại, còn dám chiếm thế giới của Thiên Vân tinh vực, hơn nữa không có một chút biểu thị, hắn chỉ biết, giết man chủ, man hoang tinh vực sẽ suy sụp. Nhìn thấy Dương Diệp không nói hai lời xuất thủ, thần sắc của man chủ vô cùng âm trầm. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp oanh ra một quyền. Bành! Trong tràng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, ngay sau đó, Dương Diệp cùng man chủ phân ra. Vừa tách ra, Dương Diệp lại lao lên,
lúc đi vào trước mặt Thiên Ma chủ, tay Dương Diệp khẽ động, cổ sao xuất hiện, sau một khắc, hắn mạnh mẽ rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Man chủ là lão đại của một thế lực tam tinh, thực lực tuyệt đối không thua Thiên Ma chủ, bởi vậy công kích bình thường đối với đối phương một chút tác dụng cũng không có. Cho nên hắn vừa ra tay là hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Hiện tại hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, bởi vì kiếm ý của hắn đã đạt đến nửa bước quy nguyên cảnh. Ở dưới song trọng nửa bước quy nguyên cảnh gia trì, một kiếm này mới xuất hiện, toàn bộ không gian trực tiếp chôn vùi. Mà man chủ nhìn thấy Dương Diệp rút kiếm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tự nhiên không dám khinh thị Dương Diệp, bởi vậy nhìn thấy Dương Diệp, hắn đã coi Dương Diệp là cung cấp bậc đối đãi. Nhưng nhìn thấy một kiếm này, hắn biết rõ, mình vẫn còn có chút khinh thị Dương Diệp. Man chủ hít sâu một hơi, tay phải hơi động, một cự phủ xuất hiện ở trong tay hắn, chân trái rời một khoảng cách, sau một khắc, hai tay nắm lấy cự phủ mạnh mẽ bổ một phát. Kiếm búa chạm vào nhau. Bành! Trên không man hoàng đại lục vang lên tiếng nổ lớn, giờ khắc này, toàn bộ đại lục phảng phất như run lên. Cùng lúc đó, dùng Dương Diệp và man chủ làm trung tâm, phương viên gần 10 vạn dặm sụp đổ. Giờ khắc này, toàn bộ chân trời ở thời khắc này biến thành đen kịt. Mà ở trong hắc động, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng oanh minh. Không biết qua bao lâu, phía chân trời dần dần khôi phục bình thường, Dương Diệp cùng man chủ xuất hiện lần nữa, hai người cách xa nhau mây ngàn trượng. Thời điểm nhìn thấy man chủ, vô số huyền giả của man hoang đại lục sắc mặt trắng bệch, bởi vì cánh tay trái của man chủ đã biến mất. Ở trên người hắn, có hơn 10 kiếm động, mỗi một kiếm động đều tràn ra máu tươi, lúc này man chủ tựa như một huyết nhân. Mà Dương Diệp ngoại trừ khóe miệng tràn ra một vết máu, thì trên người không có tổn thương gì. Cao thấp đã phân. Man chủ thua ở trong tay Dương Diệp, hơn nữa là dưới tình huống chính diện giao thủ thua ở trong tay Dương Diệp. Dương Diệp này mạnh đến trình độ nào? Xa xa, man chủ gắt gao nhìn Dương Diệp. Tốt một cái song trọng ý cảnh. Sở dĩ hắn có hại chịu thiệt, là bởi vì Dương Diệp có song trọng ý cảnh, phòng ngự của hắn vốn rất mạnh, nhưng Dương Diệp bằng vào kiếm kỹ cùng song trọng ý cảnh hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn. Tuy cảnh giới của hắn mạnh hơn Dương Diệp, nhưng ở trước mặt Dương Diệp, hắn không có bất kỳ ưu thế. Xa xa, Dương Diệp không có để ý man chủ, hắn tay phải vung lên, hai con thiên ma lang xuất hiện. Giống giống. Sau khi hai con thiên ma lang xuất hiện, lập tức phát ra hai tiếng gầm gừ, những nơi thanh âm đi qua, không gian nổi lên từng đợt ba động, làm cho người ta sợ hãi. Rất nhanh, hai con thiên ma lang quay người nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt mang theo một tia nịnh nọt, hiện tại chúng đối với tính tình của Dương Diệp đã có hiểu rõ nhất định, Dương Diệp là ăn mềm không ăn cứng, người nhu hòa, cái gì cũng dễ nói, người muốn cùng hắn mạnh bạo, hắn sẽ cứng rắn hơn ngươi. Cho nên muốn cuộc sống sau này khá một ít, nhất định phải cùng Dương Diệp đánh tốt quan hệ, bằng không thì về sau thời gian khổ sẽ khá nhiều. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ hai con thiên ma lang, sau đó nhìn về phía man chủ, lúc này man chủ cũng đang nhìn hắn. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thực lực của hai con thiên ma lang kia, hắn tự nhiên là nghe qua, đây chính là siêu cấp hung thú có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong. Sát! Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, định xuất thủ, nhưng lúc này, thanh niên ở xa xa đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương huynh, nghe ta một lời được không? Dương Diệp nhìn về phía thanh niên, sau đó cười cười. Không thể để cho ta giải quyết hắn xong lại nói sao? Hai mắt thanh niên nhíu lại, sau đó cười nói. Dương huynh, oan oan tương báo khi nào mới dứt, không bằng ngươi cùng man chủ nắm tay giảng hòa, được không? Nắm tay giảng hòa. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Ngươi đùa giỡn ta sao? Đương nhiên không phải. Thanh niên cười nói. Tục ngữ nói rất hay, oan gia nên giải không nên kết, các ngươi lại chém giết lẫn nhau, đối với các ngươi đều không có chỗ tốt nào, ngươi thấy đúng không? Ta cảm thấy ngươi đang chọc cười. Dương Diệp cười nói. Ta là người không ưa thích quanh co lòng vòng, càng không muốn lãng phí thời gian. Ngươi có lẽ là giúp đỡ mà man hoang tinh vực mời đến. Đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta không có gì phải nói. Nắm đấm của ta lớn, về sau man hoang tinh vực biến mất, nắm đấm ngươi lớn, ta biến mất, ngươi cảm thấy đúng không? Dương huynh rất tự tin. Thanh niên cười nói.
ta cũng không cùng Dương huynh quanh co lòng vòng. Hôm nay cố ý đợi Dương huynh, là vì nói cho Dương huynh biết, Man Hoang tinh vực đã thần phục Yên Tiêu tinh vực, cho nên kính xin Dương huynh nể mặt Yên Tiêu tinh vực, đừng tìm Man Hoang tinh vực phiền toái. Yên Tiêu tinh vực? Dương Diệp nhíu mày. Không có nghe qua. Nghe vậy, trên mặt thanh niên kia biểu lộ lập tức cứng ngắc. Lúc này Man chủ đột nhiên cười lạnh nói. Dương Diệp, ngươi là thật vô tri sao? Yên Tiêu tinh vực, là tinh vực từ tinh duy nhất của Đông Cực vực. Người vậy mà nói mình chưa từng nghe qua, người thật sự vô tri, hay coi rẻ Yên Tiêu tinh vực. Xa xa, thanh niên kia nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc có chút bất thiện. Thế lực tứ tinh. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đến từ tinh vực tứ tinh. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía Man chủ. Khó trách Man Hoang tinh vực ngươi dám giả câm vờ điếc, nguyên lai là đã tìm được một núi dựa lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh niên kia. Có lẽ các ngươi nên biết ân oán giữa Thiên Vân tinh vực ta cùng Man Hoang tinh vực, thế nhưng các ngươi vẫn quyết định tiếp nhận Man Hoang tinh vực đầu hàng. Nói đến đây, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Có phải các ngươi cảm thấy, ta rất dễ khi dễ hay không? Thanh niên nói. Dương huynh, chúng ta không có ý tứ này. Chỉ là hiện tại Man Hoang tinh vực đã là thế lực phụ thuộc Yên Tiêu tinh vực chúng ta. Cho nên kính xin cho chúng ta một cái mặt mũi, đừng đến khó xử Man Hoang tinh vực. Dương Diệp cười nói. Vậy các ngươi có thể cho ta một chút mặt mũi hay không? Không dính vào sự tình của Thiên Vân tinh vực cùng Man Hoang tinh vực. Thanh niên nhìn Dương Diệp hồi lâu. Dương huynh đây là không định cho chúng ta mặt mũi. Một bên, khóe miệng Man chủ cười lạnh. Dương Diệp, ta khuyên ngươi, vẫn là trước đi tìm hiểu rõ Yên Tiêu tinh vực. Sau đó tại đến trả lời vấn đề này. Dương Diệp cười nói. Ta là người rất kỳ quái, người khác kính ta một xích, ta kính hắn một trượng. Nếu người khác không kính ta, ta quản ngươi con mẹ nó là ai. Hôm nay, ta đặt lời ở chỗ này, Man Hoang tinh vực, ta diệt định rồi. Ngươi dám. Trên mặt thanh niên đã không có dáng tươi cười, chỉ có xương lạnh, cùng lúc đó, tay phải hắn khẽ nhúc nhích, một truyền âm phù bị bóp nát, rất nhanh. Không gian trước mặt hắn nổi lên từng đợt ba động. Ta diệt cho ngươi xem. Dương Diệp nói xong, cùng hai con thiên ma lang đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp tự nhiên là nói được thì làm được, hắn nói xong, hai con thiên ma lang hóa thành hai đạo ánh sáng âm u bắn mạnh tới Man chủ. Mà bản thân hắn cũng hóa thành một đạo kiếm quang kích bắn về phía Man chủ. Nhìn thấy Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang xuất thủ, sắc mặt Man chủ lập tức thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Dương Diệp vậy mà một chút cũng không cố kỵ Yên Tiêu tinh vực, đây chính là tinh vực tứ tinh A. Dương Diệp điên rồi sao? Hắn đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, bởi vì hai con thiên ma lang đã đi tới trước mặt hắn, đối mặt hai hung thú có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong, hắn tự nhiên không dám khinh thường, hai tay nắm chặt thiết chùy quét qua. Bành bành! Theo hai tiếng nổ vang lên, Man chủ bị đụng bay ra ngoài mấy ngàn trượng, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Man chủ kinh hãi, vội vàng giơ thiết chùy chắn ở trước mặt mình. Bành! Theo một tiếng nổ vang, thiết chùy trong tay Man chủ run lên kịch liệt, sau đó hắn bị chấn liên tục lùi lại. Mà lúc này, hai con thiên ma lang đã hóa thành hai đạo ánh sáng âm u đi tới đỉnh đầu của nó. Không hề có lực hoàn thủ. Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang liên thủ, không đến mười mấy hơi thở. Man chủ đã liên tiếp bại lui, không chỉ như thế, trên người đã nhiều ra mười mấy kiếm động. Cứ theo đà này, tối đa nửa khắc, Man chủ sẽ bị đánh chí tử. Xa xa, thanh niên kia trầm mặc một lát, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới Dương Diệp. Hắn tự nhiên không thể nhìn Man chủ bị Dương Diệp đánh chết, bởi vì Man Hoang tinh vực đầu hàng, là hắn một tay chủ tính, nếu như thành công, hắn ở Yên Tiêu tinh vực, địa vị sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Tuy thực lực của Man Hoang tinh vực đã yếu bớt, nhưng đây chẳng qua là thần giả cảnh, bán thần của bọn hắn, còn có chút ít thế giới đều còn. Mà những cái này, đối với Yên Tiêu tinh vực mà nói, cũng là một hấp dẫn khó có thể cự tuyệt. Cho nên nếu quả thật thành công, vậy hắn chính là đại công thần. Thanh niên nghĩ rất tốt, nhưng lúc này hắn không để ý đến, chính là thực lực của Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp đang vây công Man chủ nhìn thấy thanh niên vọt tới. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ dữ tợn, sau đó quay người bắn mạnh về phía thanh niên. Kiếm ra!
nhìn thấy kiếm quang, sắc mặt thanh niên kia đại biến, giờ khắc này hắn mới phát hiện, thực lực của Dương Diệp mạnh hơn hắn tưởng tượng quá nhi lều. Lúc này hắn có chút hối hận tùy tiện xuất thủ, bất quá đã chậm, bởi vì kiếm khí đã đi tới trước mặt, hắn không có đường lui, chỉ có thể ngạnh kháng. Tay thanh niên khẽ động, quạt xếp triển khai, sau đó một đạo ánh sáng màu xanh da trời tuôn ra, hung hăng đụng vào kiếm khí. Oanh! Ánh sáng cơ màu xanh da trời cùng kiếm khí vừa mới tiếp xúc, cả hai mạnh mẽ tan ra, vô số năng lượng và kiếm khí bắn tung tóe. Thanh niên ở dưới cổ lực lượng cường đại kia bị chấn liên tục lùi lại, ở trong quá trình lui, trong miệng thanh niên phun ra máu tươi. Mà Dương Diệp lại không chỉ không lui, trái lại hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Dùng thực lực của Dương Diệp hôm nay, một đời trẻ tuổi, thật sự có rất ít người có thể là đối thủ của hắn. Thanh niên này xuất thủ, thật là không biết lượng sức. Hiện tại trong một đời trẻ tuổi, trong người hắn quen biết, muốn nói để cho hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có Minh Nữ. Vì cái gì? Bởi vì nàng có thể giảm tuổi thọ. Hiện tại nếu như hắn bị Minh Nữ giảm thoáng một phát, đây tuyệt đối là lập tức xong đời. Trong tràng, nhìn thấy Dương Diệp bắn đến, đồng tử của thanh niên kia bỗng nhiên co lại, tay phải nắm chặt quạt xếp, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, cuối cùng tất cả huyền khí tràn vào trong quạt, sau đó mạnh mẽ vỗ ra. Oanh! Một chùm tia sáng màu xanh ra trời kích xạ ra, sau đó dùng tốc độ cực nhanh oanh về phía Dương Diệp. Mà Dương Diệp lại không tránh không né, thời điểm sắp gặp được chùm tia sáng, Dương Diệp rút kiếm chém. Oanh! Trong ánh mắt thanh niên tràn đầy kinh hãi, chùm tia sáng bị chém vỡ, tốc độ của Dương Diệp không giảm, lập tức đi tới trước mặt thanh niên, lúc này đây, Dương Diệp không có xuất kiếm, mà trực tiếp oanh một quyền. Đối với Dương Diệp mà nói, thanh niên này không đáng hắn lãng phí huyền khí. Lực lượng thân thể là đủ. Nhìn thấy Dương Diệp oanh ra một quyền. Trong nội tâm thanh niên hoảng hốt, vội vàng triển khai quạt xếp ngăn cản ở trước ngực. Oanh! Phốc! Thanh niên bị Dương Diệp đánh bay, miệng không ngừng phun máu, ở trên không trung ném ra một đường cong tinh diệu. Nhưng Dương Diệp lại không có truy kích thanh niên, mà quay người bắn mạnh tới man chủ bị hai con thiên ma lang gắt gao áp chế. Với hắn mà nói, trước giải quyết man chủ mới là trọng yếu nhất. Bởi vì man chủ uy hiếp lớn hơn thanh niên rất nhiều, nếu để cho đối phương đào tẩu. Như vậy dùng thực lực của đối phương, đối với thiên vân tinh vực mà nói, tuyệt đối là một uy hiếp. Ở ngoài sáng, đám người đế nữ tự nhiên là không sợ, nhưng nếu như đối phương ám sát, thiên vân tinh vực nhất định là thiệt thòi lớn. Dương Diệp vò tới trước mặt man chủ, trực tiếp rút kiếm chém. Oanh! Man chủ bị Dương Diệp chấn đến ra ngoài mấy ngàn trượng, cùng lúc đó, cánh tay cũng bị Dương Diệp chấn vỡ. Một kiếm đẩy lui man chủ. Hai con thiên ma lang nhanh chóng đuổi theo. Dương Diệp, man hoang tinh vực ta nguyện ý đầu hàng. Đúng lúc này, man chủ đột nhiên nói. Hắn biết rõ, lại chiến xuống dưới, tối đa qua nửa khắc đồng hồ, hắn sẽ vẫn lạc. Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang liên thủ, hắn đừng nói chiến, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nếu muốn sống, biện pháp duy nhất là kéo tới cường giả Yên Tiêu tinh vực chạy đến. Chỉ có như thế, hắn mới có một đường sinh cơ. Nghe man chủ nói, hai con thiên ma lang lập tức ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đầu hàng. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Người sớm nói như vậy, cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Nhưng hiện tại mới chịu đầu hàng, người có cảm thấy quá muộn hay không? Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Dương Diệp hắn không phải người ngu, tự nhiên sẽ không tin tưởng man chủ nói. Đối phương nói muốn đầu hàng, khẳng định không phải thật tâm muốn đầu hàng, mục đích đơn giản chỉ có hai cái, một là kéo tới viện quân đến, hai là tạm thời đầu hàng, về sau lại tìm cơ hội. Bất kể như thế nào, cũng không phải hắn muốn. Với hắn mà nói, man chủ chết đi thì tốt hơn. Chỉ cần man chủ chết, thiên vân tinh vực có thể lập tức nuốt man hoang tinh vực vào. Hơn nữa không có bất luận nỗi lo về sau. Nhìn thấy Dương Diệp không mắc mưu, trong mắt man chủ rốt cục xuất hiện vẻ bối rối, nhưng sau một khắc, bối rối trong mắt hắn hóa thành dữ tợn. Đến loại thời điểm này, nếu hắn muốn sống, chỉ có một con đường, chính là chiến đến cường giả Yên Tiêu tinh vực chạy đến, chỉ có như vậy, hắn mới có một đường sinh cơ. Nghĩ đến đây, trong mắt man chủ hiện lên hung ác, sau đó hắn mở ra tay trái, hơi động một chút. Lòng bàn tay trái xuất hiện một vết máu, sau đó hắn mạnh mẽ đặt lên trán của mình.
Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể man chủ tuôn ra, cổ khí thế này chấn hai con thiên ma lang lùi lại gần trăm trượng. Xa xa, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì khí tức của man chủ mạnh hơn quá nhiều, đây là bí pháp gì? Giống như có chút lợi hại a. Lúc này man chủ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, bí pháp này chính là bí pháp chí cường của man tộc, huyết tế, thiêu đốt huyết mạch tổ tiên trong cơ thể, dùng huyết tế này. Ta đối với bí pháp này không có chút hứng thú nào. Dương Diệp còn chưa nói xong, người đã hóa thành kiếm quang đi tới trước mặt man chủ. Hắn ghét nhất đúng là lúc chiến đấu song phương lại nhảy, người giới thiệu huyền kỹ của mình thoáng một phát, giới thiệu công pháp của ta thoáng một phát, sau đó ta lại giới thiệu. Những vật này trọng yếu sao? Có thể tăng lên sức chiến đấu sao? Đối với Dương Diệp mà nói, những vật này một chút cũng không trọng yếu. Càng không có khả năng tăng lên sức chiến đấu, nếu như có thể tăng lên sức chiến đấu, hắn nguyện ý giới thiệu Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật 10 lần. Nhưng không thể, cho nên cuộc chiến sinh tử, nói nhảm không có ý nghĩa, vậy thì đừng nói. Tuy man chủ lợi dụng bí pháp cường hành tăng thực lực lên, nhưng hắn vẫn bị Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang gắt gao áp chế. Không có sức hoàn thủ. Lúc này man chủ, một chút sức hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể bị động ăn đòn, bất quá cũng may, nhục thể của hắn có chút mạnh, có thể kháng đánh. Đã qua không sai biệt lắm tầm 10 tức. Bành! Man chủ bị một con thiên ma lang đập trúng sau lưng, hắn bay thẳng ra ngoài, mà lúc này, một con thiên ma lang khác hóa thành một đạo ánh sáng đụng tới. Không chung, man chủ bị trọng thương thấy thiên ma lang đánh tới, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bản năng muốn sống làm cho tay trái hắn mạnh mẽ đánh ra. Đáng tiếc, lúc này hắn làm sao ngăn cản được thiên ma lang. Oanh! Cánh tay của man chủ bị thiên ma lang chấn vỡ, sau đó máu huyết trong miệng như suối phun. Giờ khắc này, trong mắt hắn xuất hiện một tia tuyệt vọng, bất quá rất nhanh, ánh mắt hắn trợn lên, tuyệt vọng trong mắt biến thành kích động, hưng phấn. Bởi vì vài đạo lưu quang từ trong hư không mãnh liệt bắn đến. Viện quân đến rồi. Xa xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn. Hôm nay dù thiên vương lão tử tới, ta cũng muốn tiêu diệt man hoang tinh vực. Nói xong, chân phải Dương Diệp đạp mạnh hư không, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía man chủ. Dừng tay! Lúc này, phía chân trời truyền đến một tiếng giống giận dữ. Người đi mà nằm mơ! Thanh âm của Dương Diệp vang lên, cùng lúc đó, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Hóa thành kiếm quang đã nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy. Ngay lập tức, không, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên, ngay sau đó, một cái đầu lâu mang theo máu tươi phóng lên trời. Đầu lâu tự nhiên là của man chủ. Tuy thực lực của man chủ đã nhận được tăng lên, nhưng ở dưới Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang liên thủ, đừng nói thực lực của hắn chỉ tăng lên thoáng một phát, dù đến một man chủ, Dương Diệp cũng không sợ. Hắn hiện tại là song trọng ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh, tăng thêm hai siêu cấp hung thú, đừng nói man chủ, coi như là cùng kỳ xuất hiện hắn cũng có thể đánh trở mình. Bất quá, nếu như cùng kỳ khôi phục thực lực, bị đánh trở mình nhất định là hắn. Phải biết, thực lực của cùng kỳ còn không có chính thức khôi phục. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn thoáng qua đầu lâu trong không trung, sau đó lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc. Vừa rồi dùng sức quá mạnh rồi. Nguyên bản hắn là muốn chậm rãi giết chết man chủ, sau đó luyện chế đối phương thành khôi lỗi, nếu như luyện chế đối phương thành khôi lỗi, này khẳng định là một đại trợ lực, dù sao thực lực của man chủ không kém. Nhưng cuối cùng hắn sợ phức tạp, căn bản không dám lưu lực, cho nên không cẩn thận cắt đầu đối phương rồi. Tuy không có một siêu cấp khôi lỗi, nhưng cũng may, ít nhất man chủ chết rồi. Nhưng sự tình không có chấm dứt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn xa xa, ở cách đó không xa. Xuất hiện một nữ tử, còn có ba lão giả. Nữ tử mặc một bộ giáp mỏng tử kim sắc, mày phượng, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo đến cơ hồ hoàn mỹ, dáng người thon dài cao ngất, rất dễ làm người khác chú ý. Đương nhiên, bắt mắt nhất là con ngươi của nữ tử, hai đồng tử dĩ nhiên là một đen một trắng. Bởi vì đôi mắt này, làm cho nữ tử lộ ra có chút hiêu dị, bất quá cái này không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Dung mạo của nữ nhân này không thua kém đám người đế nữ cùng Tô Thanh Thi. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Nữ tử cũng không nói lời nào, nói chuyện chính là một lão giả áo đen ở bên cạnh nữ tử. Lão giả áo đen gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy lửa giận,
còn có một tia sát ý. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Ngươi để ta dừng tay ta liền dừng tay, thứ cho ta nói thẳng, ngươi là cái gì? Làm càn. Thần sắc lão giả áo đen lập tức dữ tợn lên, đang muốn nói chuyện, lúc này trường kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chỉ hắn. Lão gia hỏa, có phải ngươi muốn đánh nhau hay không? Dương Diệp không phải người vênh váo hung hăng, nhưng hắn càng không phải người nhẫn nhục chịu đựng. Ngươi tôn kính ta, ta tôn kính ngươi. Nếu ngươi không tôn kính ta, ngươi còn hy vọng ta tôn kính ngươi. Đó là suy nghĩ nhiều. Lão giả trước mắt này vừa lên liền hùng hổ dọa người, hắn tự nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Bởi vì hắn biết rõ, đối với loại người này, ngươi cho hắn sắc mặt tốt, hắn lại càng đạp lên mũi mặt ngươi. Lão giả áo đen khẽ giật mình, hắn hiển nhiên không ngờ Dương Diệp sẽ nói như vậy, rất nhanh, hắn phản ứng qua, trong cơ thể mạnh mẽ bộc phát ra khí thế kinh khủng, nhưng cổ khí thế này mới xuất hiện, nữ tử bên cạnh hắn đột nhiên vung tay, một cổ lực lượng thần bí khẽ quét qua, khí thế kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, xa xa hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt còn mang theo một tia ngưng trọng. Nữ nhân này cảnh giới chỉ là bán thần, nhưng đối phương dễ dàng liền tiêu diệt khí thế của lão giả áo đen, thực lực này, không tầm thường a. Phải biết lão giả áo đen này là thần giả, hơn nữa thực lực tuyệt đối không kém nguyên lão. Trong nội tâm Dương Diệp âm thầm đề phòng, tuy hắn chưa giao thủ với nữ nhân này, nhưng vừa rồi đối phương thi triển chiêu thức đã chứng minh đối phương cường đại. Trên chiến lược coi rẻ địch nhân, trên chiến thuật coi trọng địch nhân. Xa xa, nhìn thấy nàng kia xuất thủ, lão giả áo đen không dám nói gì, lập tức thối lui đến sau lưng. Lúc này, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, nàng đánh giá hai con thiên ma lang một hồi, cuối cùng nàng nhìn về phía Dương Diệp. Tại Đông Cực vực, dám khiêu khích Hiên Tiêu Tinh vực ta như thế, ngươi là người thứ nhất. Khiêu khích Hiên Tiêu Tinh vực. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Ta ngược lại không có ý tứ này, bất quá không có biện pháp, các ngươi muốn lấn ta. Ta cũng không thể không hoàn thủ nha. Chúng ta lấn ngươi. Hai mắt nữ tử nhíu lại. Man hoang tinh vực này đã thần phục Yên Tiêu tinh vực ta, nhưng ngươi lại đến chu sát man chủ, ngươi xác định là chúng ta lấn ngươi. Ngươi biết tại sao man hoang tinh vực đầu hàng các ngươi không? Dương Diệp hỏi. Nữ tử nhìn về phía thanh niên trước kia bị Dương Diệp đánh cơ hồ tàn phế, nói. Ngươi không cần nhìn hắn, ta đến nói cho ngươi biết. Trước kia man hoang tinh vực này liên hợp mấy tinh vực phát động tiến công với tinh vực ta, nhưng bọn hắn thất bại. Hiện tại đã biết rõ chưa? Là các ngươi cường hành cuốn vào ân oán giữa thiên vân tinh vực ta cùng man hoang tinh vực, sau đó dùng một bộ khoan dung đến nói với ta, ngươi không nên báo thù, hiện tại man hoang tinh vực là người của chúng ta. Ngươi nói, là các ngươi lấn ta, hay ta lấn các ngươi? Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía thanh niên. Thanh niên do dự, sau đó nói. Man hoang tinh vực cùng thiên vân tinh vực tầm đó, xác thực có ân oán, ta cũng tin tưởng, man hoang tinh vực đầu hàng chúng ta, là muốn lợi dụng chúng ta đối phó thiên vân tinh vực. Nhưng man hoang tinh vực là một thế lực tam tinh, bọn hắn có 120 tiểu thế giới cùng một chung thế giới, nếu như có thể đạt được, cái này đối với Yên Tiêu tinh vực chúng ta mà nói, là có chỗ tốt cực lớn. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi không sai. Nghe vậy, thanh niên thở dài một hơi. Hắn biết rõ ý tứ của nữ tử, ý nghĩ của mình là đúng, nhưng có một điểm hắn không để ý đến. Cái kia chính là thực lực của Dương Diệp cùng đảm lượng của Dương Diệp. Nguyên bản hắn cho rằng nói ra bốn chữ Yên Tiêu tinh vực, Dương Diệp sẽ ngoan ngoãn rút đi, nhưng hắn không nghĩ tới Dương Diệp không chỉ không rút, còn ở trước mặt Yên Tiêu tinh vực giết man chủ. Đây là đang coi rẻ Yên Tiêu tinh vực. Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó thối lui đến sau lưng nữ tử, việc này đã không phải là hắn có thể quản được rồi. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tất cả thế giới của man hoang tinh vực, là của Yên Tiêu tinh vực ta. Ngụ ý là, sự tình Dương Diệp giết man chủ, nàng không truy cứu. Nhưng địa bàn của man hoang tinh vực, nhất định phải quy Yên Tiêu tinh vực. Dương Diệp lắc đầu. Man hoang tinh vực đã từng ăn thiên vân tinh vực chút ít thế giới, tổng cộng 32 cái. Những cái này, nhất định phải trả lại thiên vi cân tinh vực ta. Dương Diệp cũng lùi bước, địa bàn của man hoang tinh vực, ta có thể bỏ qua, nhưng của thiên vân tinh vực, phải trả lại cho thiên vân tinh vực. Hắn không biết thế lực tứ tinh mạnh bao nhiêu, nhưng không cần phải nói, nhất định là rất mạnh.
Nếu như chỉ là một mình hắn, nói thật, hắn một chút cũng không cần sợ hãi. Bởi vì đối phương muốn giết hắn, ít nhất phái hơn 20 vị thần giả đến vây công, hơn nữa cũng không nhất định có thể giết được hắn. Nếu là hắn chơi đánh lén, so với sát thủ còn khủng bố. Nhưng hắn không phải một người, hắn còn có Thiên Vân Tinh Vực. Đối phương không có biện pháp làm gì hắn, nhưng có thể cầm Thiên Vân Tinh Vực, hiện tại Thiên Vân Tinh Vực thật sự không chịu được chiến tranh rồi. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Lúc này nàng kia đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy thì đến chiến A, có lẽ ta đánh không lại các ngươi, nhưng muốn đánh các ngươi tàn phế, có lẽ còn không có vấn đề. Như hắn nói, nếu như Yên Tiêu Tinh Vực không chịu trả thế giới của Thiên Vân Tinh Vực lại cho Thiên Vân Tinh Vực, vậy thì thật sự chỉ có đánh một trận. Tuy hiện tại Thiên Vân Tinh Vực không chịu nổi chiến tranh, nhưng không có biện pháp, không chiến cũng phải chiến. Người ta nuốt địa bàn của ngươi, ngươi không nói tiếng nào, cái này không khỏi quá biệt khuất đi. Nhiều khi chết không đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Địa bàn có thể mất, nhưng cốt khí cùng tôn nghiêm không thể mất. Đánh cho chúng ta tàn phế. Khóe miệng lão giả áo đen nổi lên vẻ mỉa mai. Chỉ bằng ngươi, không thể không nói, hai hung thú của ngươi rất mạnh, nhưng đừng nói hai hung thú, lại đến 10 hung thú, Yên Tiêu Tinh Vực ta cũng không sợ. Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo đen. Ta cảm thấy, ngươi đã không phải chủ sự, vậy ngươi có thể câm miệng hay không? Bằng không, hai người chúng ta đi ra khoa tay múa chân một chút. Ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi. Lão giả áo đen hung dữ nói. Vậy thì đến A. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, chân phải đạp mạnh hư không, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt lão giả áo đen. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên xuất thủ, thần sắc của lão giả áo đen lập tức dữ tợn lên, nhưng đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến thanh âm của nữ tử. Cẩn thận! Cẩn thận! Lão giả áo đen có chút khó hiểu, nhưng thoáng qua, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì một thanh kiếm đã bổ tới. Nguy hiểm! Cực kỳ nguy hiểm! Đây là ý niệm trong đầu lão giả áo đen lúc này, trong nội tâm kinh hãi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, cùng lúc đó, một hắc thuẫn chắn ở đỉnh đầu, huyền khí như thủy triều lao về hắc thuẫn, theo huyền khí tràn vào, hắc thuẫn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu đen, những ánh sáng này lập tức thôn vệ kiếm của Dương Diệp. Nhưng thoáng qua, oanh, một đạo kiếm quang sáng chói từ trong ánh sáng đen mạnh mẽ bạo phát ra, những ánh sáng màu đen kia lập tức phá thành mảnh nhỏ, không chỉ như thế, tấm chắn của lão giả áo đen cũng trực tiếp nổ tung, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Mà lão giả áo đen thì từ phía chân trời rơi xuống, cuối cùng nện vào lòng đất. Oanh! Phía dưới run lên kịch liệt, vô số khói bụi phóng lên trời, đâm thẳng mây xanh. Lão giả áo đen chưa chết, nhưng không hề nghi ngờ, lão giả áo đen bị đánh mất sức chiến đấu. Đương nhiên, sở dĩ hắn không chết, là vì vừa rồi hắn có hắc thuẫn, mặt thuẫn kia là một bảo vật nguyên cấp. Cho dù là bảo vật nguyên cấp, cũng bị Dương Diệp một kiếm chém nát. Hơn nữa đánh một vị thần giả tàn phế. Bởi vì một kiếm vừa rồi kia của Dương Diệp, cũng không phải Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bình thường, mà là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra ra chỉ hai loại nửa bước quy nguyên cảnh. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, hơn nữa còn ra chỉ hai loại ý cảnh, cái này kinh khủng cỡ nào. Trong tràng, Dương Diệp chậm rãi đâm kiếm vào cổ sao, sau đó nhìn về phía đám người nữ tử. Cường giả thần giả cảnh, sự tình một kiếm mà thôi. Xa xa, thần sắc đám người nữ tử vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn thật không ngờ thực lực của Dương Diệp mạnh như thế, trước kia man chủ bị giết, bọn hắn tưởng rằng là vì hai hung thú, bởi vậy đối với Dương Diệp có chút khinh thị. Nhưng hiện tại, bọn HK án phát hiện, Dương Diệp so với hai hung thú kia còn muốn khủng bố. Một kiếm đánh nát bảo vật nguyên cấp, hơn nữa đánh một vị thần giả mất sức chiến đấu. Phần thực lực này, đã không phải khủng bố có thể hình dung. Biến thái. Cực kỳ biến thái. Lúc này trên mặt thanh niên kia mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này trong lòng hắn nghĩ mà sợ. Bởi vì lúc trước hắn vậy mà chủ động xuất thủ với Dương Diệp, nếu như Dương Diệp cho hắn một kiếm, chỉ sợ hắn ngay cả cặn bã cũng không thừa. Man chủ chết tiệt. Trong nội tâm thanh niên đột nhiên nhìn không được tức giận mắng, sở dĩ mắng man chủ, là vì man chủ chưa nói thực lực chân chính của Dương Diệp, mà hắn cũng bởi vì chủ quan, sau khi đi tới man hoang tinh vực. Cũng không có tận lực tra lai lịch và thực lực của Dương Diệp. Nếu như tra xét,
lúc trước hắn nhất định sẽ không lỗ mãng như vậy. Tuy Yên Tiêu tinh vực là tinh vực tứ tinh, sẽ không sợ Dương Diệp, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể khinh thị Dương Diệp, ít nhất chính hắn không có năng lực cùng tư cách như thế. Mà vừa rồi hắn lại làm như vậy, sau đó, hắn thiếu chút nữa chết. Lúc này nàng kia đột nhiên nói, ta ngược lại thật sự có chút xem nhẹ ngươi, không nghĩ đến địa phương này, vậy mà còn có thiên tài như ngươi. Tuy chính nàng cũng là thiên tài, nhưng thực lực của Dương Diệp, thật sự là vượt qua tưởng tượng của nàng, vừa rồi một kiếm kia, chính là nàng cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn tiếp được. Một kiếm kia, là một kiếm mạnh nhất nàng bái kiến. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Yên Tiêu tinh vực ngươi thích mặt mũi, có thể, ta có thể cho các ngươi mặt mũi, thế giới của man hoang tinh vực, các ngươi có thể cầm đi. Nhưng trước kia man hoang tinh vực chiếm lĩnh thế giới của thiên vân tinh vực ta, phải trả lại cho thiên vân tinh vực ta, bằng không mặt mũi của ai ta cũng không cho. Đây chính là điểm mấu chốt của ta, cho nên muốn chiến hay hòa bình, ngươi có thể quyết định. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Vì 30 mấy tiểu thế giới, đắc tội một thế lực tứ tinh, ngươi thật sự cảm thấy đáng giá. Ta tặng 30 mấy tiểu thế giới cho các ngươi sẽ mang ơn ta. Dương Diệp cười lạnh nói. Không, sẽ không, các ngươi chỉ cảm thấy ta nên làm như vậy. Thậm chí các ngươi còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu thêm nữa. Các ngươi những người này, cao cao tại thượng đã quen, đều có tính tình cao ngạo như vậy. Hơn nữa, ta cũng không cần phải đi đút lót các ngươi, bởi vì cái kia căn bản không có tác dụng gì. Nắm đấm của mình lớn mới là đạo lý cứng rắn. Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng, chút ít thế giới thuộc về thiên vân tinh vực, Yên Tiêu tinh vực chúng ta sẽ không đi nhúng chàm. Nhưng ta hy vọng, ngày sau ngươi đừng đến tìm man hoang tinh vực phiền toái, bởi vì từ giờ phút này, man hoang tinh vực không phải là man hoang tinh vực, mà là Yên Tiêu tinh vực, minh bạch chưa? Ta không có hứng thú, cũng không có thời gian tìm các ngươi phiền toái. Dương Diệp nói, cuối cùng nhắc nhở một chút, để cho người của mình đừng đến trêu chọc ta. Ta là người tính tình không tốt, không cẩn thận giết chết hắn, dẫn phát hai bên đại chiến, vậy cũng không tốt. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, quay người thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Thật hung hăng càn quấy. Dương Diệp đi rồi, một lão giả bên cạnh nữ tử nói. Hắn có thực lực này. Một lão giả khác trầm giọng nói. Kiếm đạo kẻ này đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố, có thể nói, một đời trẻ tuổi. Chỉ sợ chỉ có Long bảng top 3 có thể chống lại hắn. Không chỉ như vậy. Lúc này nữ tử nói. Thế gian kỳ nhân vô số, rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt mặc dù không có lên Long bảng, nhưng thực lực của bọn hắn, một chút cũng không yếu. Tựa như Dương Diệp này, mặc dù hắn không lên Long bảng, nhưng trên Long bảng, ngoại trừ thứ nhất, coi như là thứ hai cùng thứ ba chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía thanh niên bên cạnh. Đi lấy tư liệu của hắn cho ta, trong 15 phút ta muốn tất cả tư liệu về hắn. Vâng. Thanh niên thi lễ, sau đó xoay người biến mất. Đã qua 15 phút, thanh niên trở về, lúc này sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Hắn không nói gì, mà cung kính đưa một quyển trục tới trước mặt nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua thanh niên, sau đó mở quyển trục nhìn xem, thần sắc nữ tử dần dần ngưng trọng. Đến cuối cùng, thần sắc của nữ tử đã biến thành vô cùng ngưng trọng. Như thế nào? Bên cạnh nữ tử, một lão giả hỏi. Nữ tử thu hồi quyển trục, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Trong tay hắn có ngân hà kiếm đồ, hơn nữa có thể thúc giục. Trước kia đám người man hoang tinh vực liên hợp 26 vị thần giả, bị hắn lợi dụng ngân hà kiếm đồ một lần miểu sát. Nghe vậy, hai lão giả kia đồng tử co lại, trong mắt có một tia khiếp sợ. Miểu sát 26 vị thần giả. Không phải bán thần. Không phải hư giả cảnh, đây là thần giả A. 26 vị thần giả bị miểu sát. Lúc này nữ tử hít sâu một hơi. Khó trách hắn kiên cường như thế, nguyên lai nắm giữ ngân hà kiếm đồ, thần vật như thế rơi vào trong tay hắn, cho dù là một thế lực tứ tinh cũng sẽ không dám đơn giản trêu chọc. Thế lực tứ tinh khẳng định không chỉ 20 mấy vị thần giả, nhưng thế lực tứ tinh cũng tổn thất không nổi 20 mấy vị thần giả. Thử nghĩ thoáng một phát. Nếu như Dương Diệp đi Yên Tiêu tinh vực, sau đó trực tiếp thúc giục ngân hà kiếm đồ công kích. Ngẫm lại cũng khủng bố a. Trong chàng, trầm mặc hồi lâu, nữ tử nói. Người này, không
không nên đi trêu chọc, Thiên Vân Tinh Vực cũng không được trêu chọc, nếu như có thể, tận lực lấy lòng, đã không thể trở thành địch nhân, vậy thì tận lực trở thành bằng hữu. Chúng ta cùng hắn tầm đó, cũng không có mâu thuẫn gì không thể điều hòa. Lấy lòng Thiên Vân Tinh Vực, cái này có thể có chút mất mặt hay không? Lúc này thanh niên kia đột nhiên nói. Nữ tử quay đầu nhìn về phía thanh niên. Dương Diệp này, không có tư cách để cho chúng ta kết giao sao? Đương nhiên là có. Thanh niên vội vàng nói. Nữ tử nhìn thanh niên nói. Muốn lập công, không có gì sai, nhưng không thể gấp. Trước khi làm việc, phải nghĩ chu toàn, bằng không thì công lập không đến, ngược lại sẽ vứt cái mạng nhỏ của mình. Dạ hộ pháp giáo huấn rất phải. Thanh niên vội vàng khom người nói. Nữ tử nói. Ngươi yên tâm, lần này công lao của ngươi ta sẽ báo lên, phần công lao này không nhỏ, có lẽ ngươi sẽ được ban thưởng phong phú. Đa tạ dạ hộ pháp. Thanh niên vội vàng quỳ một gối xuống, có chút kích động nói. Là ngươi nên được. Nữ tử nói xong, sau đó nói. Ngươi ở lại chỗ này phối hợp người của chúng ta tiếp quản các thế giới, nhớ kỹ ta nói, không nên đi trêu chọc Thiên Vân Tinh Vực. Nói xong, thân hình nữ tử khẽ động, biến mất ở trong tràng. Hai lão giả kia cũng vội vàng đi theo. Sau khi đám người nữ tử đi rồi, thanh niên kia mới đứng lên, sau đó thở dài một hơi. Lúc này đây, tuy hắn lập được công, nhưng lại thiếu chút nữa bồi mệnh vào. Mà nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn không có đi điều tra Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có dừng lại ở Man Hoang Tinh Vực, mà đi tới Tinh Không Chi Thành, thông qua Tinh Không Chi Thành truyền tống trận. Hắn về Thiên Vân Tinh Vực. Chiến Thần Điện. Chỉ có ba người, Dương Diệp, Dạ Lưu Vân, còn có đế nữ. Sự tình giải quyết. Đế nữ hỏi. Dương Diệp gật đầu. Đã giải quyết toàn bộ, các ngươi có thể phái người đi tiếp quản những thế giới kia. Không có xảy ra vấn đề gì chứ? Dạ Lưu Vân hỏi. Ra chút vấn đề. Dương Diệp nói xong, nói sự tình của Man Hoang Tinh Vực ra. Sở dĩ hắn nói. Là vì muốn hai nữ biết rõ, lúc này Man Hoang Tinh Vực đã bị Yên Tiêu Tinh Vực tiếp nhận, bởi vậy về sau Thiên Vân Tinh Vực tất nhiên cần phải chú ý. Hiện tại Thiên Vân Tinh Vực cần thời gian phát triển, mà không phải chiến tranh. Một lát sau, Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Khó trách trước kia Man Hoang Tinh Vực dám giả câm vờ điếc, nguyên lai là bọn hắn tìm được một chỗ dựa cường đại. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có phải cùng đối phương đánh nhau hay không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đánh tàn phế một thần giả. Ta biết ngay. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái. Khó trách bọn hắn nguyện ý trả những thế giới kia cho chúng ta. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ, lần này ngươi vậy mà lựa chọn nhượng bộ, ta còn tưởng rằng, ngươi ngay cả Man Hoang Tinh Vực cũng muốn. Dương Diệp lắc đầu nói. Được không bù mất. Dù nhận được Man Hoang Tinh Vực, nhưng khẳng định cũng sẽ cùng đối phương đấu lên. Đến lúc đó Thiên Vân Tinh Vực sẽ lần nữa lâm vào trong chiến tranh, khi đó tổn thất, khả năng so với lấy được còn nhiều hơn. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian lãng phí. Hắn chỉ có hơn 2 tháng. Xác thực được không bù mất. Dạ Lưu Vân cười nói. Bây giờ chúng ta bách phế đãi hưng, cần chính là thời gian, cho nên có thể nói, tận lực đừng phát sinh chiến tranh. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Lần này trở về. Ngoại trừ nói cho các người biết sự tình Man Hoang Tinh Vực, còn có một mục đích, chính là ta chuẩn bị tiến về Hung Vực. Nhất định phải đi. Đế nữ trầm giọng nói. Chuyện của ngươi, không thể kéo dài nữa. Nghe vậy, thần sắc của Dạ Lưu Vân ngưng trọng gật đầu. Dương Diệp là trụ cột của Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh, nếu như hắn gặp chuyện không may, nàng thật sự không dám nghĩ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đế nữ nói. Vị Nhiên, người biết Hung Vực ở địa phương nào không? Đế nữ khẽ lắc đầu, sau đó nói. Không biết, cha không nói cho ta. Ta đến hỏi bá phụ. Dương Diệp nói. Kỳ thật ngươi có thể trực tiếp hỏi Thiên Ma Lang. Đế nữ nói. Chúng đến từ chỗ đó, khẳng định quen thuộc Hung Vực hơn. Cũng phải. Dương Diệp cười cười, sau đó tay phải vung lên, thả hai con Thiên Ma Lang ra. Hai con Thiên Ma Lang lớn lên giống như đúc, bởi vì chúng là một đôi song bào thai. Dương Diệp cũng lấy cho hai con Thiên Ma Lang một cái tên, theo thứ tự là Đại Hắc, Tiểu Hắc. Hung Vực ở nơi nào? Dương Diệp hỏi. Nghe được Dương Diệp nói, hai con Thiên Ma Lang đồng tử co rụt lại,
sau đó mạnh mẽ lắc đầu. Ba người Dương Diệp lập tức sững sờ, Dương Diệp nhìn hai con thiên ma lang nói. Mang ta đi hung vực, được không? Hai con thiên ma lang đầu lắc liên tục, hiển nhiên biểu thị không muốn. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, sau đó nói. Không đi hung vực, vậy thì ném các ngươi vào trong thân thể ta a. Hai con thiên ma lang do dự một chút, sau đó trực tiếp hóa thành hai đạo ánh sáng âm u chui vào trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Hung vực còn đáng sợ hơn Hồng Mông Tháp. Dương Diệp quả thật có chút mộng, bởi vì hắn không nghĩ tới hai con thiên ma lang vậy mà tình nguyện đi vào Hồng Mông Tháp, cũng không muốn đi hung vực. Thực lực của hai con thiên ma lang, có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong. Có thể nói, muốn giết bọn nó, ít nhất phải ngoài 10 vị thần giả cảnh mới có thể làm được. Mà lấy thực lực của chúng, vậy mà không dám trở về hung vực. Hung vực còn đáng sợ hơn Hồng Mông Tháp. Tự nhiên không phải, sở dĩ hai con thiên ma lang tình nguyện tiến vào Hồng Mông Tháp, nguyên nhân chủ yếu là vì Hồng Mông Tháp sẽ không thương hại chúng. Hiện tại chúng đối với Hồng Mông Tháp, kỳ thật đã không còn sợ hãi. Bởi vì chỉ cần chúng không có lòng phản kháng, Hồng Mông Tháp sẽ không làm gì chúng. Hơn nữa, bây giờ chúng là có chút ưa thích ở trong Hồng Mông Tháp a. Bởi vì trong Hồng Mông Tháp linh khí thật sự là quá tinh thuần rồi. Loại linh khí này, đối với bọn nó trợ giúp cũng cực lớn. Cho nên Dương Diệp dùng Hồng Mông Tháp so sánh với hung vực, chúng tự nhiên là lựa chọn Hồng Mông Tháp. Dương Diệp không có gọi hai con thiên ma lang nữa, mà nhìn về phía đế nữ. Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Năm đó sau khi cha ta đi ra, rất ít nói sự tình về hung vực, hắn chỉ cảnh cáo ta, không có đạt tới thần giả cảnh, quyết không được đi. Cho nên hắn không có nói cho ta biết làm sao đi hung vực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta vốn cho rằng hung vực chỉ hung hiểm hơn ngoại giới một ít, nhưng hiện tại xem ra, xa xa không chỉ như vậy, ngươi. Nàng muốn khích lệ Dương Diệp không đi, thế nhưng không đi mà nói, tuổi thọ làm sao bây giờ? Tu luyện, hơn 2 tháng tu luyện đến bán thần. Không thực tế a. Dương Diệp cười cười. Ta biết hung vực rất nguy hiểm, nhưng ngươi nên tin tưởng thực lực của ta. Ngoại trừ thực lực của chính ta, trên người của ác ta còn có 3 con hung thú. 4 người chúng ta liên thủ, dù 20 vị thần giả vây công, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Cho nên không cần lo lắng, hiểu cô chưa? Nghe vậy, thần sắc đế nữ khẽ buông lỏng, xác thực, thực lực của Dương Diệp bây giờ, thần giả chân bình thường không phải đối thủ của hắn, lại tăng thêm trên người hắn có 3 con siêu cấp hung thú, có thể nói, ít nhất phải trên 20 thần giả vây công, mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Mà coi như trên 20 thần giả vây công, dùng thực lực của Dương Diệp cùng 3 con hung thú, muốn toàn thân trở ra vẫn là có thể. Dương Diệp cười nói. Đi thôi, chúng ta đi gặp bá phụ. Đế nữ nhẹ gật đầu, sau đó đi ra đại điện. Trong phòng Trang Vị Thiên. Ngươi muốn đi hung vực. Thần sắc của Trang Vị Thiên ngưng trọng hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có thể không đi không? Trang Vị Thiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp. Chẳng lẽ hung vực kia thật sự rất nguy hiểm? Không phải nguy hiểm bình thường. Trang Vị Thiên trầm giọng nói. Không có ai biết hung vực này là sinh ra như thế nào, chỉ biết ở rất sớm trước kia liền xuất hiện. Hung vực là một thế giới độc lập, đến cùng lớn bao nhiêu, hoặc nói nhỏ như thế nào, không có ai biết. Bởi vì không ai có thể ở sau khi xâm nhập sâu hung vực còn có thể sống đi ra. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đã từng có một vị trí cường giả, đã từng là long bảng thứ nhất, nhưng sau khi xâm nhập hung vực, cũng không có đi ra. Không chỉ như thế, đã từng có cường giả đại thế giới vì hung vực chuyên môn phái người xuống, sau khi đối phương xâm nhập, cũng không có trở ra. Nghe vậy, thần sắc của đế nữ lập tức biến thành vô cùng ngưng trọng. Thần sắc của Dương Diệp cũng có chút ngưng trọng, ngay cả người của đại thế giới cũng xuống qua, nhưng đối phương lại y nguyên không thể đi ra. Liên tưởng đến cử động của 2 con thiên ma lang trước kia, Dương Diệp biết rõ, hung vực xác thực rất nguy hiểm. Tuy hắn rất có lòng tin với thực lực của mình, nhưng phải biết, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Manh nữ, tiêu giao tử, kiếm vô cực, còn có lão giả đạo bào. Nếu như trong hung vực có cường giả cấp bậc này, lão giả đạo bào có lẽ là không thể nào, nhưng cấp bậc như kiếm vô cực, manh nữ, còn có tiêu giao tử không phải là không được. Nếu như gặp được loại cường giả cấp bậc này,
hắn tăng thêm 3 con hung thú chỉ sợ cũng không đủ xem. Cho nên tự tin là tốt, nhưng vạn lần không thể tự phụ. Lúc này Trang Vị Thiên lại nói. Lúc trước sở dĩ ta tiến vào hung vực, là một cái vô tình, bất quá ta không có xâm nhập, chỉ ở ngoại vi, nhưng cho dù ở ngoại vi, ta cũng đã lấy được cơ duyên cực lớn. Một thân thực lực, còn có đỉnh chiến, cùng với chiến thần trận của Thiên Vân Tinh vực chúng ta, đều là ở bên trong đạt được. Không chỉ ta, Thiên Ma Chủ cùng 2 con Thiên Ma Lang của hắn, cũng là đạt được ở trong đó. Nói đến đây, Trang Vị Thiên dừng một chút, sau đó lại nói. Trước kia Thiên Ma trong cơ thể Thiên Ma Chủ, hắn là đến từ hung vực, bất quá nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là bị trọng thương, bằng không thì căn bản không cần tìm túc thể. Thế nhưng cho dù bị trọng thương, thực lực của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Thiên Ma. Dương Diệp trầm mặc, thực lực chân chính của đối phương hắn không rõ ràng lắm, nhưng từ đối phương có thể khống chế Thiên Ma Chủ đến xem thực lực nhất định là rất mạnh. Nếu như không phải đối phương tìm đường chết, muốn đi vào trong cơ thể hắn, hắn khả năng không có biện pháp làm gì đối phương. Lúc này Trang Vị Thiên lại nói. Cho dù chúng ta chỉ ở ngoại vi, nhưng đó cũng cực kỳ hung hiểm. Nếu như lúc trước ta không phải vận khí tốt, khả năng đã táng thân ở trong đó rồi. Kỳ thật tiến vào trong đó, thường thường so không phải thực lực, mà là vận khí. Lời này nói như thế nào? Dương Diệp khó hiểu. Trang Vị Thiên nói. Bởi vì ở bên trong, nếu như gặp được đồ vật nguy hiểm, vậy khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên không gặp đồ vật nguy hiểm, người sẽ đạt được kỳ ngộ, hơn nữa sống sót. Nhưng một khi gặp được đồ vật nguy hiểm. Đồ vật nguy hiểm gì? Dương Diệp hỏi. Trang Vị Thiên lắc đầu. Không biết, bởi vì gặp được, cơ bản đều chết. Cho dù không chết, cũng không muốn nhắc lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta biết rõ, thực lực của người rất mạnh, tăng thêm 3 con hung thú, dù 20 vị thần giả cũng không làm gì được ngươi. Nhưng nếu như có thể mà nói, tốt nhất đừng đi vào trong mạo hiểm. Vì chính người, cũng vì vị nhiên. Dương Diệp cười khổ. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn đi, nhưng không có biện pháp, ta phải đi. Hắn không có tinh thần mạo hiểm, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, cái kia hoàn toàn là ăn no không có việc gì làm mới có thể đi khắp nơi tìm kích thích. Nếu như không phải vì tuổi thọ, hắn tuyệt sẽ không đi hung vực. Nhưng không có biện pháp, muốn ở trong hơn 2 tháng tu luyện đến bán thần, coi như là ở trong hồng mông tháp, hắn cũng không có nắm chắc. Một khi không đạt tới bán thần vậy thì bi thúc rồi. Vì cái gì? Trang Vị Thiên khó hiểu. Tuổi thọ. Đế nữ nói. Trước kia thi triển ngân hà kiếm đồ, hắn tổn thất rất nhiều tuổi thọ, cho nên hắn phải tiến về hung vực, đạt được sinh mệnh chi thủy. Tổn thất tuổi thọ. Sắc mặt Trang Vị Thiên biến hóa, tổn thất tuổi thọ không phải là chuyện nhỏ. Tu luyện mục đích là cái gì? Tự nhiên là vì có thể gia tăng tuổi thọ, phải biết nếu như không cố gắng tu luyện, một khi thọ nguyên hao hết, sẽ hóa thành một nắm bụi đất. Lúc trước hắn biết rõ, Dương Diệp thi triển ngân hà kiếm đồ, nhất định bỏ ra một cái giá lớn, nhưng hắn không nghĩ tới trả giá lại là tuổi thọ. Bởi vì đế nữ, hắn coi Dương Diệp là người một nhà, kỳ thật Dương Diệp là người một nhà. Kẻ đần cũng nhìn ra, về sau đế nữ nhất định sẽ kết hôn với Dương Diệp. Hơn nữa hiện tại Dương Diệp cũng là người tâm phúc của Thiên Vân Tinh Vực, nếu như hắn xảy ra sự tình, vậy đối với Thiên Vân Tinh Vực cũng là cực kỳ bất lợi. Trầm mặc hồi lâu, Trang Vị Thiên trầm giọng nói. Ngươi muốn đi U Ám Xâm Lâm, như thế không có vấn đề gì, bởi vì U Ám Xâm Lâm thuộc về bên ngoài. Dùng thực lực của ngươi, muốn đi tới đó, vấn đề hẳn không phải rất lớn. Bất quá ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, quyết không được qua Hoàng Tuyền, đã qua Hoàng Tuyền, khả năng không quay về được. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc của Trang Vị Thiên biến thành cực kỳ ngưng trọng. Hoàng Tuyền. Dương Diệp khó hiểu. Hoàng Tuyền, cũng gọi là sinh tử hà, thoáng qua Hoàng Tuyền, từ nay về sau âm dương cách. Sông này là một đường ranh giới, đã qua sông, người cũng không phải là ở ngoại vi. Mà từ trước đến nay, phàm là người qua sông, không có một ai trở lại. Trang Vị Thiên trầm giọng nói. Hoàng Tuyền. Dương Diệp chau mày, đây là tồn tại gì, khủng bố như vậy. Nếu không, ta cùng đi với ngươi. Lúc này đế nữ đột nhiên nói. Không được. Trang Vị Thiên nói. Vị nhiên, tuy thực lực của ngươi cũng mạnh, nhưng đi, đối với Dương Diệp là không có trợ giúp gì. Dương Diệp một mình hắn tăng thêm 3 con Thiên Ma Lang,
gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có lực đánh một trận, hoặc đào tẩu. Người đi, không chỉ không có trợ giúp gì, còn có thể sẽ liên lụy hắn. Hơn nữa, hiện tại Thiên Vân tinh vực bách phế đãi hưng, cũng phải có người tỏa chấn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Trang Vị Thiên, sau đó nhìn về phía đế nữ. Vị nhiên, bá phụ nói rất đúng. Nếu có nguy hiểm, ngay cả ta cũng đỡ không nổi mà nói, người đi, cũng chỉ là tiến đưa thêm một cái mạng mà thôi. Đế nữ khẽ lắc đầu. Ta có cảm giác xấu. Dương Diệp giữ chặt tay đế nữ. Ta đáp ứng ngươi, nếu như gặp được nguy hiểm, đánh không lại, ta lập tức chạy, quyết không cậy mạnh. Ngươi xem, dùng tốc độ của ta và cùng kỳ, có thể đuổi theo chúng ta, có lẽ rất ít. Hơn nữa ngươi đã quên, trong cơ thể ta còn có thứ kia. Nghe vậy, thần sắc của đế nữ khẽ buông lỏng. Tiểu tháp. Tiểu tháp là vật của lão giả đạo bào, mà một phân thân của lão giả đạo bào cũng có thể chém giết kiếm vô cực. Bảo vật của loại cường giả tuyệt thế này, đó cũng không phải ngân hà kiếm đồ có thể so sánh. Có thể nói, tiểu tháp đã vượt ra khỏi nhận thức của nàng. Nói tóm lại, có tiểu tháp, đế nữ lo lắng thiếu đi một tí. Lúc này Trang Vị Thiên nói. Dương Diệp, người có thể có loại suy nghĩ này, đó là vô cùng tốt. Nhớ kỹ, đừng có hiếu thắng, đánh không lại, chúng ta bỏ chạy, cũng không mất mặt, mệnh mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên. Dương Diệp cười nói. Đánh không lại, đương nhiên là phải chạy. Đánh không lại còn đánh, Dương Diệp hắn cũng không ngốc. Khi nào thì đi? Đế nữ hỏi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nghỉ ngơi một ngày rồi đi. Tuy hiện tại thời gian cấp bách, nhưng không thiếu ngày hôm nay. Tốt, ta ở cùng ngươi. Đế nữ nói. Dương Diệp cười cười. Cái này đương nhiên tốt. Kế tiếp một ngày, Dương Diệp cũng không có tu luyện, mà cùng đế nữ đi dạo khắp nơi. Bất kể là đế nữ hay Dương Diệp, đều cực kỳ hưởng thụ giờ khắc bình tĩnh khó được này. Thiên Vân Phong. Thiên Vân Phong ở phía sau Thiên Vân Thành, Thiên Vân Thành là dựa vào Thiên Vân Phong kiến thiết. Thiên Vân Phong cực cao, đỉnh núi thẳng vào mây xanh, người từ phía dưới xem, căn bản nhìn không tới đỉnh núi. Ở vị trí sườn núi, mây mù lượn lờ, khiến người khó có thể thấy được chân diện mục của Thiên Vân Phong, cái này để cho Thiên Vân Phong nhiều hơn một cảm giác thần bí. Đỉnh núi. Dương Diệp và đế nữ ngồi ở bên vách núi, ở trước mặt hai người, mây mù chồng chất, tựa như tiên cảnh. Mà xuyên thấu qua mây mù, có thể nhìn xem toàn bộ Thiên Vân Thành. Khi xưa ta chính là ở đây gặp được hắn. Bên cạnh Dương Diệp, đế nữ nói khẽ. Ai? Dương Diệp hỏi. Lão giả đạo bào. Đế nữ nói. Lão giả đạo bào. Thần sắc Dương Diệp có chút động, thân phận lão nhân này, hắn thật sự rất ngạc nhiên, đối phương đến tột cùng là ai? Còn có thực lực của đối phương, đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Một phân thân có thể chảm kiếm vô cực, nếu như bản tôn hiện thân thì sao? Dương Diệp khó có thể tưởng tượng. Lúc này đế nữ nói. Kỳ thật, nếu như lúc trước không vì hắn, ta khả năng cũng không cách nào đạt tới trình độ bây giờ, hoặc là nói, không cách nào nhanh như vậy đạt tới trình độ bây giờ. Chỉ là đáng tiếc, thời gian hắn chỉ điểm ta quá ít, nếu như có thể nhiều một ít, vậy thì càng tốt hơn. Dương Diệp cười cười. Vị nhiên, vì cái gì đột nhiên nói tới hắn? Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tuy thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi đi hung vực, ta cuối cùng có loại cảm giác xấu. Ngươi biết rõ, huyền giả đạt đến trình độ nhất định, đối với nguy hiểm là có thể cảm ứng được. Dương Diệp kéo tay đế nữ nói. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi cũng biết, mạng của ta rất cứng, cho tới nay đều rất cứng. Cả đời này, ta gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đều đi qua. Cho nên không cần quá lo lắng, thời điểm ta xuất hiện ở trước mặt ngươi lần nữa. Nhất định là một người nguyên vẹn. Đế nữ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nàng nhìn Dương Diệp. Đợi ngươi trở về, chúng ta thành thân. Dương Diệp. Không muốn. Đương nhiên nguyện ý. Dương Diệp cười ha ha, sau đó ôm đế nữ, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý. Cảm tình, hắn vẫn luôn thuận theo tự nhiên, nếu hai người đều có ý, như vậy dĩ nhiên là ở cùng một chỗ. Giống như hắn ưa thích đế nữ, mà đế nữ cũng ưa thích hắn. Cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ ở cùng một chỗ. Không có nhiều quanh co lòng vòng, cũng không có tình tiết máu chó hành hạ đến hành hạ đi. Ưa thích, thì cùng một chỗ. Là đơn giản như vậy. Đương nhiên,
phải song phương đều có ý mới được, muốn đơn phương ưa thích liền cùng một chỗ, đó là sự tình trong mơ mới có. Thời gian một ngày, Dương Diệp và đế nữ đi dạo khắp nơi, cơ hồ đi dạo toàn bộ Thiên Vân Thành. Hai người cũng không có tránh hiểm nghi, đi đến đâu Dương Diệp đều nắm tay đế nữ. Đế nữ mới đầu có chút ngượng ngùng, nhưng Dương Diệp không để ý, cứ nắm tay của nàng, cuối cùng nàng cũng tùy ý Dương Diệp. Chuyện giữa nàng và Dương Diệp, ở Thiên Vân Thành đã không phải là bí mật gì. Đã như vậy, quang minh chính đại cũng không có gì. Ban đêm, chiến thần điện, trong điện chỉ có Dạ Lưu Vân và đế nữ. Dương Diệp nhìn hai nữ. Lúc này Thiên Vân tinh vực, ở đông cực vực có lẽ không có thế lực nào dám đến trêu chọc chúng ta, nhưng các ngươi phải cẩn thận một chút, đặc biệt là phải cẩn thận Yên Tiêu tinh vực. Còn nữa, Minh Ngục tinh vực chỉ có một khôi lỗi thần giả cảnh trấn thủ, đây nhất định là không đủ, cho nên các ngươi chú ý Minh Ngục tinh vực thoáng một phát. Kỳ thật hắn là muốn để hai con thiên ma lang ở lại Thiên Vân tinh vực, nhưng cái này bị hai nữ cự tuyệt. Hung vực là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Có hai con thiên ma lang đi theo Dương Diệp, cái này làm cho các nàng hơi chút yên tâm. Dù sao thực lực của hai con thiên ma lang còn cực kỳ khủng bố. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu. Yên tâm đi, sự tình Minh Ngục tinh vực cùng Thiên Vân tinh vực, chúng ta đều sẽ xử lý tốt. Ngươi ở bên ngoài, cẩn thận nhiều chút ít. Đương nhiên. Dương Diệp cười cười, sau đó đi tới bên cạnh đế nữ, nói khẽ. Không cần lo lắng, chờ ta trở lại lấy ngươi. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất ở trong tràng. Kỳ thật, ta đối với hắn còn cực kỳ có lòng tin. Lúc này Dạ Lưu Vân nói. Đế nữ nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân cười nói. Hung vực xác thực rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng không phải loại lương thiện gì. Người ngẫm lại, người có thấy ai còn hung ác hơn hắn, so với hắn còn muốn hung sao? Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Dương Diệp hung ác, ngay cả một thành cũng dám tàn sát, thế gian này, có người nhất định là tàn sát qua một thành, nhưng loại này phần lớn là một trưởng diệt sạch. Mà Dương Diệp không phải, hắn là từng điểm giết sạch toàn thành. Đây cũng là nguyên nhân hắn si có thể đạt tới sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Có thể lĩnh ngộ sát ý hay không, chính yếu nhất không phải xem ngươi giết bao nhiêu người, mà xem ngươi giết người như thế nào. Đơn giản mà nói, là quá trình giết người. Quá trình này, có thể làm cho tâm cảnh phát sinh biến hóa. Nhưng nếu như một trưởng liền diệt cả thành, sau đó tất cả mọi người hóa thành hạt bụi, loại tàn sát này, là rất khó lĩnh ngộ sát ý hoặc tăng lên sát ý, bởi vì không có quá trình, cũng không có hấp thu huyết khí. Đừng cảm thấy giết người rất đơn giản, bởi vì ở trong quá trình giết người, giết nhiều, rất có thể sẽ bị sát ý ăn mòn. Mà có thể làm được giết người không chớp mắt, hơn nữa giết một thành còn không bị sát ý ăn mòn. Hắn phải hung ác tới trình độ nào? Dương Diệp cũng là một hung nhân. Hung nhân tiến vào hung vực là chuyện rất bình thường. Nghĩ vậy, thần sắc của đế nữ dần dần buông lỏng xuống. Lúc này Dạ Lưu Vân cười nói. Cho nên ngươi ngoan ngoãn chờ hắn về lấy ngươi là được rồi. Ngươi có muốn gả cho hắn hay không? Đế nữ đột nhiên nói. Dạ Lưu Vân sửng sốt, hiển nhiên nàng không nghĩ tới đế nữ sẽ hỏi như vậy. Đế nữ lại nói, người sống cả đời, nên theo bản tâm, muốn, vậy thì theo đuổi. Điểm ấy của hắn, ta rất ưa thích. Ngươi không ngại hắn nhiều nữ nhân. Dạ Lưu Vân cười nói. Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hắn vì ta, ngay cả mạng cũng thiếu chút nữa ném đi. Ta vì hắn ủy khuất thoáng một phát, lại được coi là cái gì. Ta hiểu được. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Sau khi Dương Diệp ly khai Thiên Vân tinh vực, đi tới tinh không chi thành. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là hung vực, mà muốn đi hung vực, nhất định phải đi trước một chỗ, cái kia chính là hung thành. Chỉ có đi hung thành trước, mới có thể vào hung vực. Bởi vì ở hung thành có một kết giới đi thông hung vực, cũng là một con đường duy nhất đi thông hung vực. Vốn là không có hung thành, nhưng đại thế giới thạch gia ở chỗ này xây một tòa thành, sau đó kết giới biến thành của bọn hắn. Đương nhiên bọn hắn không hạn chế người khác vào hung vực, giống như trước kia, ai muốn vào cũng được, nhưng muốn vào hung vực, phải giao nộp tiên tinh thạch. Mới đầu, có ít người nhất định là sẽ khó chịu. Nhưng ở dưới thạch gia huyết tinh trấn giết một vài người, không người nào dám khó chịu nữa rồi. Mà những người và thế lực có thực lực dám khó chịu, cũng sẽ không vì chút việc nhỏ ấy mà đi đắc tội thạch gia.
Dù sao về sau bọn hắn sẽ đi đại thế giới. Vì một chút chuyện nhỏ đắc tội đại thế giới Thạch gia, cái này tự nhiên là không có lợi. Cho nên dần dà, kết giới này liền biến thành tài sản của Thạch gia. Sau khi giao nộp tiên tinh thạch, Dương Diệp tiến vào truyền tống đài đi thông hung thành. Tinh quang bao vây, rất nhanh, Dương Diệp biến mất. Đã qua không biết bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở to mắt, lúc này hắn đã đi ra truyền tống đài. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, lập tức nhướng mày, bởi vì ở bốn phía, khắp nơi tản ra khí lưu màu xám, những khí lưu này rất đậm, những tinh quang kia cũng bị ngăn cản. Hơn nữa Dương Diệp phát hiện, lúc này huyền khí trong cơ thể hắn thậm chí có chút ít đình trệ. Có thể ảnh hưởng huyền khí. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Đã qua hồi lâu, một thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Giống như tinh không chi thành, tòa thành này cũng thành lập trong tinh không. Bất quá không giống tinh không chi thành là, tòa thành này bị khí lưu màu xám bao vây. Bởi vậy hung thành lộ ra có chút mông lung, có chút thần bí. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện, những khí lưu màu xám này lại có thể cách trở thần thức. Thần trí của hắn còn không có ly khai trăm trượng đã không cách nào tiến lên. Có chút không đơn giản. Trong nội tâm Dương Diệp không khỏi ngưng trọng, còn không có tiến vào hung vực, hung thành đã để cho hắn cảm thấy có chút không đơn giản rồi. Xác thực không thể khinh thường. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không có trực tiếp tiến vào hung thành, bởi vì trên không hung thành có cấm chế cường đại, dùng thực lực của hắn, muốn phá vỡ tự nhiên là dễ dàng. Nhưng lần này hắn tới không phải tìm phiền toái. Bởi vậy hắn cách hung thành còn có hơn trăm trượng liền ngừng lại, sau đó đi bộ về phía cửa thành. Đi một hồi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía xa xa, chỗ đó chẳng biết lúc nào xuất hiện ba người. Dương Diệp nhìn về phía đối phương đã nhìn về phía hắn. Là ngươi. Trong ba người, truyền đến một tiếng kinh hô. Dương Diệp thấy rõ đối phương, cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được đối phương. Sau một khắc, tay Dương Diệp khẽ động, cổ sao xuất hiện ở, trong cổ sao là kiếm linh, sau đó tay phải của hắn cầm chuôi kiếm. Người trước mắt kia là ai? Dương Diệp cũng không xa lạ gì, bởi vì đối phương là Liên Tố Yêu trước kia đi linh giới muốn lấy đầu hắn. Dương Diệp thật không ngờ ở chỗ này gặp được đối phương. Hắn cùng với đối phương tự nhiên là cửu nhân, lúc trước nữ nhân này thiếu chút nữa giết hắn a. Nhìn thấy Dương Diệp nắm chặt chuôi kiếm, trong nội tâm Liên Tố Yêu cả kinh, vội vàng nói. Ngươi muốn làm gì? Nàng tự nhiên là kiêng kỵ Dương Diệp, phải nói là có chút sợ Dương Diệp. Hiện tại Đông Cực vực người nào không biết Dương Diệp tàn sát cả thành, giết hơn 20 vị thần giả. Hơn 20 vị thần giả a. Kỳ thật sau khi biết được Dương Diệp đánh bại Thiên Ma tinh vực cùng Man Hoang tinh vực, trong nội tâm nàng rất may mắn lúc trước mình lập tức rút đi. Bởi vì nếu như lúc trước nàng không đi, hiện tại trên đời này khả năng đã không có Liên Tố Yêu nàng rồi. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, nàng vậy mà ở chỗ này gặp được Dương Diệp. Như thế nào, không cầm đầu của ta đi đổi giấy thông hành rồi hả? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Thấy Dương Diệp không có trực tiếp động thủ, trong nội tâm Liên Tố Yêu buông lỏng. Ta đã bỏ đi à? Nói đến đây, Liên Tố Yêu không biết nên nói cái gì rồi. Chịu thua, nàng đã chịu thua rồi. Xin lỗi, nếu như Dương Diệp muốn giết nàng, xin lỗi nhất định là không có tác dụng, cho nên hiện tại nàng là chết hay sống, tất cả ở một ý niệm của Dương Diệp. Về phần trốn, nàng có nghĩ qua, nhưng nàng rất rõ ràng, nàng căn bản chạy không khỏi Dương Diệp, tốc độ của Dương Diệp, quá nhanh. Mà Dương Diệp cũng không có động thủ, tay phải hắn buông lỏng chuôi kiếm, sau đó nói. Ngươi muốn đi hung vực. Thấy thế, trong nội tâm Liên Tố Yêu lần nữa buông lỏng, nàng nhẹ gật đầu, sau đó nói. Đang chuẩn bị đi. Không phải rất nguy hiểm sao? Dương Diệp khó hiểu. Ta chỉ đi dạo ở ngoại vi. Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Hơn nữa ta cũng không yếu. Dương Diệp đánh giá Liên Tố Yêu, kỳ thật Liên Tố Yêu nói cũng không sai, nàng xác thực không kém. Lúc trước nàng có thể cùng thiếu nữ cưỡi heo liều mạng a. Ngươi quen thuộc hung vực không? Dương Diệp lại hỏi. Biết rõ một ít. Liên Tố Yêu nói. Ngươi cũng muốn đi hung vực. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tố Yêu cô nương, vị này là.
Đúng lúc này, bên cạnh Liên Tố Yêu, một nam tử hoa bào đột nhiên nói. Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp một cái, do dự một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Diệp Dương, Diệp trong lá cây, Dương trong âm dương. Sự tình hắn ly khai Thiên Vân tinh vực, chỉ có đế nữ, Dạ Lưu Vân, vợ chồng Trang Vị Thiên biết, đối với ngoại giới mà nói, Dương Diệp hắn vẫn còn ở Thiên Vân tinh vực, mục đích làm như vậy tự nhiên là vì trấn nhiếp. Chỉ cần Dương Diệp hắn ở Thiên Vân tinh vực, có lẽ không có thế lực nào dám xuất thủ với Thiên Vân tinh vực. Hơn nữa, hiện tại hai chữ, Dương Diệp, này ở Đông Cực vực là rất nổi danh, hắn cũng không muốn bị người đặc biệt chú ý. Nhiều khi ít xuất hiện một chút là không có sai. Nhìn thấy Dương Diệp nói như vậy, Liên Tố Yêu lập tức minh bạch ý tứ của Dương Diệp, nhẹ gật đầu, sau đó không có nói cái gì. Thanh niên hoa bào nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Nguyên lai là Diệp huynh, tại hạ hình liệt, vị bên cạnh này chính là Ninh Thanh Ninh huynh. Lần này ba người chúng ta chuẩn bị tiến về hung vực, Diệp huynh cũng muốn đi, mọi người có thể cùng một chỗ, hung vực hung hiểm, mọi người cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó có thể chiếu ứng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu nói. Cũng tốt, có thể nhìn ra được, hình liệt cùng Ninh Thanh thực lực cũng không tệ, tuy ba người chỉ là bán thần, nhưng thực lực của bọn hắn tuyệt đối sẽ không thua thần giả cảnh. Hiện tại Dương Diệp coi như có chút minh bạch những người kia vì sao có thể ở cái tuổi này thì đến được trình độ như thế. Đảm lượng, phấn đấu. Những thiên tài này trên người có đảm lượng, có tâm phấn đấu. Bọn hắn biết hung vực cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn hắn dám đến. Đây là rất nhiều thần giả uy tín lâu năm không cách nào làm được. Đối với những người kia mà nói, bọn họ không muốn đi mạo hiểm. Cái này cũng chứng minh câu nói, sống càng lâu, càng sợ chết. Hung vực xác thực nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng có cơ duyên cực lớn. Những thiên tài này, bọn hắn dám đến liều. Chết rồi, cái kia tự nhiên không cần phải nói. Nhưng nếu như không chết thì sao? Như Trang Vị Thiên, như Thiên Ma Chủ không chết, sau đó bọn hắn thành lập một thế lực tam tinh, trở thành người trên người. Trong tràng, nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, Liên Tố Yêu có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Dương Diệp nguyện ý đi cùng bọn họ, sở dĩ ngoài ý muốn. Là vì nàng cảm thấy Dương Diệp là kiếm tu, nhất định ưa thích độc lai độc vãng, bởi vì kiếm tu thường thường đều như thế. Bất quá cũng tốt, Dương Diệp nguyện ý đi cùng, cái này đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là một hảo sự. Phải biết thực lực của Dương Diệp bây giờ, thần giả bình thường hoàn toàn là không đủ xem. Đối với Dương Diệp mà nói, đi theo đám người Liên Tố Yêu cũng có lợi ấy. Hắn đối với hung vực biết rất ít, mà đám người Liên Tố Yêu hiển nhiên biết nhiều hơn hắn. Dù sao đối phương đã dám đến, vậy khẳng định là có chỗ chuẩn bị. Mà hắn đến hung vực, là có chút vội vàng, bởi vì tuổi thọ, hắn không thể không đến. Mà sau khi đi vào hung thành, hắn càng cảm thấy hung vực không phải nơi lương thiện, cho nên phải cẩn thận một ít. Rất nhanh, bốn người tiến nhập hung thành. Cửa thành cũng không có người gác, Liên Tố Yêu nói, ở đây căn bản không cần gác. Bởi vì người bình thường sẽ không tới, mà người đến, đều không phải người bình thường. Hơn nữa hung thành không giống tinh không chi thành, có thể kinh doanh, tại đây không người nào dám tới kinh doanh, thạch gia ngược lại là dám, nhưng không có tất yếu, bởi vì trong này người lưu động thật sự là quá ít. Đối với thạch gia mà nói, chỉ cần khống chế kết giới tiến vào hung vực là đủ rồi. Hung thành không lớn, nếu như ở mà nói, tối đa dung nạp tầm 10 vạn, tầm 10 vạn, cái này kỳ thật đã tương đương với một ít thế lực lớn. Trong thành kiến trúc rất ít. Giải rác tán lạc ở bốn phía, cái này để cho hung thành thoạt nhìn có chút trống trải. Đáng giá xung quanh, trong hung thành khí lưu màu xám càng nồng hơn bên ngoài. Hiện tại hắn không chỉ có huyền khí có chút chậm chạp, ngay cả hô hấp cũng ẩn ẩn có chút khó khăn. Có thể nói, hư giả cảnh cùng bán thần bình thường, căn bản không thể tới đây, đến nơi này, mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng thực lực nhất định sẽ giảm nhiều, hơn nữa ở lâu rồi, khẳng định cũng xảy ra vấn đề. Những khí lưu này là cái gì? Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu. Phụ trướng, Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Từ trong hung vực truyền tới, vốn rất ít, nhưng không biết nguyên nhân gì, ngày càng nhiều vụ trướng từ trong đó truyền ra. Thạch gia mặc kệ sao? Dương Diệp hỏi. Liên Tố Yêu lắc đầu. Quản không được, bởi vì từ trong hung vực liên tục không ngừng chảy ra. Mà muốn triệt để đoạn tuyệt, chính là tiến vào hung vực giải quyết. Nhưng ngươi cũng biết hung vực đáng sợ,
cho dù là Thạch gia cũng là không dám vào sằng bậy. Cho nên cuối cùng Thạch gia cũng buông tay mặc kệ, dù sao dám đến, hung vực, bình thường đều là không sợ những vụ chướng này. Điều này cũng đúng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hơn nữa người bình thường căn bản không biết hung vực. Cho nên có thể xuất hiện ở chỗ này, khẳng định đều cực kỳ cường đại. Cho nên ở đây, không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Tựa như lúc này Hình Liệt cùng Ninh Thanh, hắn cũng không có che giấu cảnh giới của mình, nhưng hai người này không có bởi vì hắn mới hư giả cảnh mà khinh thị hắn. Trái lại, hai người thỉnh thoảng đánh giá hắn, trong mắt ngoại trừ có một tia đề phòng, còn có một tia ngưng trọng. Một hư giả cảnh dám đến hung vực, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương có lòng tin với mình. Đơn giản mà nói, ở chỗ này, cảnh giới người càng thấp, càng sẽ bị người coi trọng. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu. Bây giờ chúng ta đi hung vực. Liên Tố Yêu lắc đầu. Không được. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Liên Tố Yêu nói. Bởi vì trời sắp tối. Buổi tối không thể vào. Dương Diệp khó hiểu. Liên Tố Yêu nhẹ gật đầu. Trong hung vực có hung vật, còn có vụ chướng ở bên trong nồng đậm ít nhất gấp trăm lần, đặc biệt là buổi tối, hiện tại đi vào, người cái gì cũng nhìn không thấy, bởi vì những vụ chướng này có năng lực ngăn cách thần thức, đặc biệt là thần trí của người căn bản không cách nào phóng ra ngoài, còn nữa, ở bên trong, người có khả năng hít thở không thông mà chết. Nói đến đây, nàng giống như nghĩ tới điều gì, dừng một chút, sau đó nói. Người chắc có lẽ không? Dương Diệp. Nghe Liên Tố Yêu nói, hai người Hình Liệt không khỏi nhìn thoáng qua, trong mắt nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Thực lực của Liên Tố Yêu bọn họ biết đến, Liên Tố Yêu coi trọng Dương Diệp như thế, bởi vậy bọn hắn đối với Dương Diệp càng hiếu kỳ. Liên Tố Yêu lại nói, muốn đi vào hung vực, chỉ có giữa trưa, bởi vì giữa trưa là thời điểm ánh mặt trời mạnh nhất, lúc kia mặt trời sẽ hòa tan rất nhiều vụ chướng, hơn nữa lúc kia, hung vật cũng tương đối ít. Cho nên hai canh giờ giữa trưa là thời điểm tương đối an toàn. Nếu không có mặt trời thì sao? Dương Diệp hỏi. Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Chúng ta nhất định phải ở trước khi mặt trời biến mất đi ra, ngàn vạn lần đừng qua đêm ở bên trong, bằng không thì. Nói đến đây, nàng lại nhịn không được nhìn Dương Diệp một cái. Người qua đêm ở bên trong, hẳn không có vấn đề gì lớn. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, ta biết rõ ngươi coi trọng ta. Nhưng cũng đừng nhiều lần cường điệu chứ. Bất quá tốt nhất là đừng qua đêm ở bên trong. Lúc này Liên Tố Yêu lại nói. Đương nhiên, ta chỉ là đề nghị. Hung vật, đến tột cùng là hung vật gì? Đáng sợ như vậy sao? Dương Diệp nhìn không được hỏi. Liên Tố Yêu lắc đầu. Không biết, biết đến, không phải chết, là không muốn lộ ra. Tóm lại, bên trong gặp đồ vật nguy hiểm là được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đang muốn nói chuyện, lúc này Hình Liệt đột nhiên nói. Trời sắp tối rồi. Nghe vậy, thần sắc Liên Tố Yêu khẽ biến, sau đó nói. Đi, nhanh lên. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, bắn mạnh về phía xa, hai người Hình Liệt cũng vội vàng đuổi theo. Dương Diệp ngẩn người, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, hắn đuổi theo Liên Tố Yêu. Như thế nào? Chúng ta phải ở trước khi trời tối tiến vào tử vong lữ quán, bằng không thì xong đời. Trong thanh âm của Liên Tố Yêu mang theo vẻ lo lắng. Tử vong lữ quán? Đó là cái quỷ gì? Lông mày Dương Diệp nhíu lại. Cái gì là tử vong lữ quán? Dương Diệp hỏi. Đợi một chút nói cho ngươi biết. Liên Tố Yêu nói xong, tốc độ nhanh hơn, hai người Hình Liệt cũng như thế. Rất nhanh. Một gian nhà đá màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Nhà đá không lớn, chiếm diện tích dài rộng không sai biệt lắm chỉ 10 trượng trở lại, về phần độ cao, cũng chỉ có vài chục trượng. Nhà đá do một loại khoáng thạch màu đen không biết tên tạo thành, tản ra ánh sáng âm u nhàn nhạt, nhưng trừ đó ra, không có địa phương thần kỳ gì. Bốn người Dương Diệp ngừng lại, Dương Diệp phát hiện, lúc này thần sắc ba người Liên Tố Yêu cực kỳ lúng túng. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Liên Tố Yêu lắc đầu. Đã tới chậm, cửa đóng rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cửa nhà đá, lúc này chỗ đó bao trùm một tầng ánh sáng âm u. Trong mắt Dương Diệp đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, vụ chướng chung quanh không cách nào tới gần nhà đá. Mỗi lần vụ chướng tới gần nhà đá,
đều bị những ánh sáng âm u kia bắn ra. Đây là... Dương Diệp khó hiểu nhìn về phía Liên Tố Yêu. Dương Diệp vô tri, Liên Tố Yêu đã thấy nhưng không thể trách rồi. Lập tức giải thích nói. Nhà đá này là thạch gia kiến tạo, mục đích là vì cấp cho người đi hung vực một chỗ cư trú. Nhà đá này do khoáng thạch không biết tên kiến tạo, có công hiệu ngăn cản vụ chướng. Sở dĩ xưng nó là tử vong lữ quán, là vì một khi trước lúc trời tối không đi vào mà nói, có thể sẽ chết. Vì cái gì? Dương Diệp cau mày nói. Lúc này Hình Liệt đột nhiên nói. Bởi vì nếu như không vào được, liền ý nghĩa chúng ta phải ở bên ngoài qua đêm. Mà tới đêm khuya, vụ chướng có thể so với hiện tại mạnh ít nhất gấp 10 lần. Khi đó chúng ta nhất định phải hết toàn lực ngăn cản vụ chướng, cho dù chúng ta chống được tới hừng đông, vẫn có thể sẽ chết. Trời đã sáng còn gặp nguy hiểm. Dương Diệp hỏi. Trời sáng mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp. Vụ chướng không phải nguy hiểm nhất là người. Người. Nghe vậy, Dương Diệp đã minh bạch, bọn hắn ở bên ngoài qua đêm, nhất định phải toàn lực chống cự vụ chướng, mà đây nhất định là cực kỳ tiêu hao, nói cách khác, chờ đến hừng đông, bọn hắn nhất định là cực kỳ suy yếu. Lúc kia người trong phòng đi ra. Phương thức gì phát tài nhanh nhất? Cướp bóc. Loại chuyện này, Dương Diệp từng làm không ít. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Có thể lựa chọn tạm thời ly khai hung thành không? Liên Tố Yêu lắc đầu. Trước kia còn có thể, nhưng hiện tại đã chậm. Bởi vì đến ban đêm, những vụ chướng này ngay cả tinh không truyền tống trận cũng có thể ăn mòn. Ở dưới vụ chướng ăn mòn, tinh không truyền tống trận căn bản không cách nào tiến hành truyền tống. Cho nên đêm nay chúng ta chỉ có thể ở trong thành này. Bởi vì vụ chướng ngoài thành khả năng càng nặng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên lúc này những vụ chướng kia càng ngày càng đậm rồi. Tuy hắn không phải rất sợ những vụ chướng này, nhưng nếu như chống cự một buổi tối, đó cũng là một tiêu hao thật lớn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía nhà đá. Có thể cường hành đi vào hay không? Nghe vậy, Liên Tố Yêu nheo mắt, vội vàng nói. Ngươi đừng sằng bậy. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Liên Tố Yêu nói. Màn sáng này ở buổi tối sẽ tự động mở ra, nhưng chỉ mở ra một lần. Nếu như ngươi cường hành phá vỡ, nó sẽ không mở ra. Khi đó nhà đá này cũng sẽ bị vụ chướng ăn mòn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị tất cả mọi người vây công. Hơn nữa hành động này còn có thể đắc tội thạch gia. Dương Diệp nhún vai, bỏ đi ý nghĩ cường hành đi vào. Dù sao hắn là một người giảng đạo lý, mình đã tới chậm, trách không được người khác. Nhìn thấy Dương Diệp buông tha cho ý nghĩ đánh vào, Liên Tố Yêu thở dài một hơi. Người khác có lẽ không dám cường hành đánh vào, nhưng ở trong đó tuyệt đối không kể cả Dương Diệp. Cũng may Dương Diệp không có lựa chọn sằng bậy, bằng không phiền toái thật sự rất lớn. Dù sao nếu như Dương Diệp làm như vậy, chẳng khác nào đắc tội tất cả mọi người bên trong. Người dám đến hung vực, há lại loại lương thiện. Tìm một chỗ a. Lúc này, Hình Liệt trầm giọng nói. Liên Tố Yêu nhẹ gật đầu, nàng nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi vào chỗ của thành. Chính là chỗ đó. Hình Liệt cùng Ninh Thanh nhẹ gật đầu, chỗ đó tự nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Bởi vì một khi có chuyện, bọn hắn có thể lập tức đào tẩu. Phải biết hung thành là cấm bay. Bốn người tới của thành, lúc này của thành cũng nhiều một đạo ánh sáng hơi mỏng, bất quá là trong suốt, hơn nữa, có thể tự hành xuyên qua. Nhưng nó lại ngăn cản chút ít vụ chướng, mặc dù không có ngăn cản toàn bộ vụ chướng, nhưng cũng khá tốt. Có thể để cho những vụ chướng kia không cách nào nhẹ nhõm tiến vào trong thành. Tóm lại, có chút ít còn hơn không? Bốn người xếp bằng, sau đó đều lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu. Dương Diệp còn đỡ, thần sắc đám người Liên Tố Yêu vô cùng ngưng trọng. Bởi vì lần này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một lần sinh tử. Có thể gắng gượng qua hay không, là một cái không biết bao nhiêu. Liên Tố Yêu nhìn thoáng qua Dương Diệp cách đó không xa. Nàng biết rõ, dùng thực lực của Dương Diệp, tự bảo vệ mình nhất định là không có vấn đề gì. Mà Dương Diệp có thể giúp các nàng hay không, vậy thì không biết bao nhiêu rồi. Dù sao bọn họ cùng Dương Diệp, chẳng qua là kết bạn đồng hành mà thôi. Hơn nữa nàng cùng Dương Diệp tầm đó, còn có ân oán không nhỏ. Dương Diệp thật sự không so đo sao. Đây cũng là một cái không biết bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, trông cậy vào Dương Diệp, không đáng tin cậy. Cho nên nàng nhất định phải dựa vào chính mình.
Trong chàng, bốn người bắt đầu hấp thu huyền khí, mà vụ chướng chung quanh càng ngày càng đậm, đặc biệt là bên ngoài thành, đã đậm đặc đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Có thể nói, ngoại trừ vụ chướng, bọn hắn cái gì cũng nhìn không tới. Nội thành so với bên ngoài hơi đỡ một ít, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Lúc này, bọn hắn đã bắt đầu vận chuyển huyền khí chống cự, không cho những vụ chướng kia tiến vào trong cơ thể mình. Hút vào một chút vụ chướng tự nhiên là không có việc gì, nhưng nếu như hút nhiều, sẽ xảy ra đại sự đấy. Thời gian không ngừng trôi qua, lúc này vụ chướng cũng đậm đặc đến tình trạng cơ hồ như thực chất. Bốn người bọn họ cách nhau không đến một trượng, nhưng lúc này bọn hắn ai cũng nhìn không thấy ai. Cuối cùng, vì an toàn để đạt được mục đích, ba người ngồi lại với nhau, sau đó liên thủ phóng ra khí thế của mình, chống cự lại vụ chướng ở chung quanh. Dương Diệp có nghĩ qua tiến vào Hồng Mông Tháp, nhưng hắn buông tha. Tiến vào Hồng Mông Tháp, nhất định phải ở dưới tình huống tuyệt đối an toàn mới được. Bằng không thì, một khi tiến vào Hồng Mông Tháp, hắn đụng phải một tia công kích, kết quả của hắn sẽ giống như Tiểu Thất lúc trước. Mà hung thành này, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, bởi vậy hắn tự nhiên không dám vào Hồng Mông Tháp. Đêm khuya, lúc này vụ chướng đã đến một tình trạng cực kỳ khủng bố. Có thể nói, một cường giả hư giả cảnh tới, những vụ chướng này đủ để giết chết hắn rồi. Mà bán thần bình thường, tuyệt đối ngăn không được những vụ chướng này. Đừng nói đám người Liên Tố Yêu, dù Dương Diệp cũng cảm giác có chút cố hết sức, tiêu hao lại có chút lớn. Hiện tại hắn xem như minh bạch vì sao sắc mặt đám người Liên Tố Yêu khó coi như vậy. Bởi vì tiêu hao quá lớn, chờ đến hừng đông, có thể nói khi đó tuyệt đối là thời điểm bọn hắn suy yếu nhất. Nếu có người muốn làm loạn, bọn hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Thời gian không ngừng trôi qua, lúc này bốn người đều ra sức, nhịn đến hừng đông. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó nhìn về phía cửa thành. Mà sau khi Dương Diệp mở mắt năm tức, đám người Liên Tố Yêu cũng mở mắt, sau đó nhìn về phía cửa thành. Một lát sau, ở dưới bốn người nhìn soi mói, vụ chướng bắt đầu chuyển động, rất nhanh, một người từ trong đó đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt đám người Dương Diệp. Là một lão giả hắc bào. Quanh người lão giả có một màn sáng hơi mỏng màu đen, ở dưới màn sáng bảo vệ, những vụ chướng kia còn không có tới gần lão giả liền bị trấn rất xa. Thấy lão giả đến, thần sắc đám người Liên Tố Yêu lập tức ngưng trọng lên, Dương Diệp cũng như thế. Bởi vì hắn căn bản không cách nào nhìn thấu thực lực của đối phương, trực giác nói cho hắn biết, lão giả này rất nguy hiểm. Lão giả nhìn bốn người Dương Diệp, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn thật không ngờ gặp được bốn người Dương Diệp. Hắn quét bốn người Dương Diệp một cái, cuối cùng ở trên người Dương Diệp dừng một chút, sau đó trực tiếp đi về phía trước, chỉ chốc lát đã biến mất. Tuy bốn người Dương Diệp cảnh giới thấp hơn, nhưng lão giả không dám khinh thị những người trẻ tuổi này. Có một loại người, gọi là yêu nghiệt. Vượt cấp khiêu chiến đối với bọn họ mà nói, đơn giản giống như ăn cơm. Đơn giản mà nói, ở trong hung thành, ai cũng không dám khinh thị ai. Bốn người Dương Diệp thu hồi ánh mắt, bất quá thoáng qua, bốn người lần nữa nhìn về phía cửa thành. Ở dưới bốn người nhìn soi mói, lại một người từ trong đó chậm rãi đi ra. Một nữ tử. Nữ tử mặc tử la váy, không cách nào thấy rõ dung mạo. Bởi vì nàng đeo một mặt nạ, che nửa mặt bên phải. Bên eo nữ tử, có một thanh đao không có vỏ, đao không đến ba thước, mỏng như cánh ve, cơ hồ trong suốt. Nữ tử nhìn đám người hình liệt một cái, sau đó bay thẳng về phía trước, bất quá khi nàng trải qua bên cạnh Dương Diệp, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Ngươi là kiếm tu. Lúc nàng nói chuyện, cũng không có nhìn về phía Dương Diệp. Đối phương làm sao biết mình là kiếm tu? Dương Diệp nhướng mày, bất quá rất nhanh hắn hiểu được. Hắn không có tận lực che giấu kiếm ý trên người, đối phương hẳn là cảm ứng được. Không biết vì cái gì đối phương hỏi như vậy, nhưng Dương Diệp vẫn gật đầu nói. Phải. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, đao bên hông nữ tử đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hàn quang lóe lên. Xuy. Một đạo máu tươi từ trên yết hầu của Dương Diệp kích xạ ra. Nhìn thấy đạo máu tươi kia. Đám người Liên Tố Yêu mới kịp phản ứng, ba người kinh hãi, đặc biệt là Liên Tố Yêu. Dương Diệp bị miểu sát rồi hả? Dương Diệp tự nhiên không có bị miểu sát, ở thời điểm chuôi cắt ra của hắn, người đã lui một trường. Nữ tử xuất thủ, đây là Dương Diệp không ngờ,
bởi vậy hắn lộ ra có chút bị động, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, hơn nữa lúc trước hắn đối với nữ tử cũng đề phòng. Bởi vậy hắn có thể ở thời khắc mấu chốt né tránh. Nhưng một đao kia của nữ tử, thật sự là quá nhanh. Bởi vậy hắn thiếu chút nữa bị đối phương cắt yếu hầu. Đao tu. Nữ tử giống như thiếu nữ cưỡi heo, là đao tu. Bất quá không giống thiếu nữ cưỡi heo, đao của thiếu nữ cưỡi heo chú ý lực lượng, dốc hết 10 phần sức mạnh, mà đạo của nữ tử mặt nạ, rõ ràng cho thấy chú ý tốc độ, duy nhanh không phá. Không thể không nói, bất kể là thiếu nữ cưỡi heo hay nữ tử mặt nạ này, đều là rất mạnh. Hơn nữa một đao vừa rồi kia của nữ nhân này, cũng không có gia trì đao ý. Dưới tình huống không có gia trì đao ý, đối phương liền dễ dàng cắt ra phòng ngự của hắn, có thể tưởng tượng, đao của đối phương khủng bố như thế nào. Dương Eo Diệp sờ lên yết hầu, chỗ đó làn da đã vỡ ra, lại đi vào một chút, sẽ cắt khí quản. Hắn nhìn máu tươi trên tay, sau đó nhìn về phía nữ tử mặt nạ. Sau một khắc, thân trình Dương Diệp khẽ động, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên cạnh nữ tử mặt nạ, sau đó rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức. Hắn không có đi hỏi đối phương vì cái gì đột nhiên xuất thủ, hắn chỉ biết, vừa rồi đối phương muốn giết hắn. Đã như vậy, hỏi không có ý nghĩa gì. Kiếm của Dương Diệp rơi xuống, đao nữ tử ra. Bành! Theo một tiếng nổ vang vang lên, ở trong ánh mắt đám người Liên Tố Yêu, nữ tử mặt nạ bị chấn lui hơn trăm trượng, mà Dương Diệp lại chỉ lui mấy trượng. Ngay thời điểm các nàng cho rằng Dương Diệp chiếm cứ thượng phong, sau một khắc, nữ tử mặt nạ đột nhiên không hề dấu hiệu xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Đao ra, hàn quang hiện lên. Xùy! Một tia máu tươi từ trên cánh tay phải Dương Diệp kích xạ ra, mà lúc này Dương Diệp đã lui ra ngoài hơn 10 trượng. Thật nhanh! Thần sắc đám người Liên Tố Yêu ngưng trọng, cô gái này không chỉ đao pháp nhanh, tốc độ cũng nhanh, hơn nữa là cực kỳ nhanh. Xa xa, thần sắc Dương Diệp cũng vô cùng ngưng trọng, tốc độ của nữ nhân này nhanh có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa rồi nếu hắn chậm nửa phần, cánh tay của hắn có thể mất rồi. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, hắn cho tới bây giờ không cảm giác mình vô địch một đời trẻ tuổi. Hắn biết rõ, cái thế giới này rất lớn, cường giả vô số, so với hắn còn muốn yêu nghiệt, có lẽ không nhiều, nhưng khẳng định cũng sẽ không ít. Hiện tại, hắn gặp một người. Đón thêm ta một đao. Nữ tử nói xong, cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, đồng tử Dương Diệp hơi co lại, sau một khắc, hai mắt hắn đóng lại, thời điểm hắn nhắm mắt, một đạo hàn quang đột nhiên lóe lên, mà khi đạo hàn quang này hiện lên, một đạo kiếm quang cũng xuất hiện. Bành! Trong tràng vang lên thanh âm nổ vang, thoáng qua, kiếm quang cùng hàn quang đồng thời biến mất. Mà lúc này, nữ tử đã về tới vị trí trước kia, Dương Diệp thì còn ở nguyên chỗ. Ai thắng ai thua? Trầm mặc hồi lâu, nữ tử mặt nạ đột nhiên nói. Một kiếm phá vạn pháp, khó được nhìn thấy, không tệ. Nói xong, nữ tử không quản Dương Diệp, mà trực tiếp đi xa. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Ta tiếp người ba đao, người mới tiếp ta một kiếm, cái này có chút không công bình nha. Nữ tử mặt nạ nhẹ gật đầu. Đến thử xem. Đương nhiên muốn thử. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Hắn cũng không có thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật, trừ khi là hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, bằng không thì căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp cho đối phương. Vừa rồi đối phương cũng đã chứng minh điểm này rồi. Một kiếm này của Dương Diệp cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ hoa mỹ nào. Thời điểm kiếm đi vào trước mặt nữ tử đột nhiên xuất đao, nhưng đúng lúc này, kiếm thế của Dương Diệp đột nhiên cải biến, nguyên bản đâm ra, trực tiếp biến thành chém. Keng! Theo một tiếng vang thanh thúy, đao trong tay nữ tử run lên kịch liệt, không chỉ đao, ngay cả tay nắm đao cũng run lên kịch liệt, bởi vì thời điểm nàng xuất đao, Dương Diệp đột nhiên đâm vào chỗ bạc nhược yếu kém nhất, một nhát này, trực tiếp tháo xuống gần chín thành lực lượng cùng tốc độ của nàng. Sau khi phá vỡ phòng ngự của nữ tử, Dương Diệp cũng không đình chỉ, mà dùng tốc độ cực nhanh đâm đi, mũi kiếm trực chỉ ngực đối phương. Giờ khắc này, tốc độ của Dương Diệp cũng nhanh đến cực hạn. Xùy, xùy, hai tia máu tươi đột nhiên thoáng hiện, một đạo là của nữ tử, một đạo khác là của Dương Diệp. Lúc này, nữ tử đã ở bên ngoài hơn 10 trượng,
Trước ngực nàng có một kiếm động thật nhỏ, máu tươi vừa rồi chính là đến từ trong đó, mà xa xa trên cánh tay Dương Diệp thì có một vết đao, chỗ đó cũng đang chảy máu. Đây là trước khi nữ tử lui ra để lại, tốc độ của đối phương quá nhanh, bởi vậy sau khi chém hắn, còn có thể thong dong rút đi. Đao cùng tốc độ của đối phương nhanh chóng, thật sự là quá nhanh. Tốt một cái một kiếm phá vạn pháp. Nữ tử mặt nạ đột nhiên nói. Ngày khác nếu như có cơ hội, sẽ cùng người chiến một trận. Nói xong, nàng đi đến xa xa, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt. Dương Diệp cũng không truy kích, bởi vì nếu hắn muốn giết đối phương, trừ khi thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật Điệp ra, mà thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật Điệp ra, dù hắn đánh chết đối phương, mình khẳng định cũng sẽ huyền khí khô kiệt, vốn vì chống cự vụ chướng, đã tiêu hao rất nhiều huyền khí, thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật Điệp ra, cho dù có bổ thiên thạch cũng bị tiêu hao sạch. Đương nhiên, hắn cũng có thể thả hai con thiên ma lang ra, bất quá như vậy, hắn chẳng khác nào bạo lộ át chủ bài của mình. Ở địa phương nguy hiểm như thế này, át chủ bài tốt nhất là đừng đơn giản thả ra. Hơn nữa dù thả thiên ma lang ra cũng không nhất định có thể đánh chết đối phương, bởi vì tốc độ của nữ nhân kia thật sự quá nhanh. Có thể tưởng tượng, nếu như đối phương không chiến, lựa chọn chạy trốn để khỏi chết, thiên ma lang nhất định là đuổi không kịp, cùng kỳ ngược lại có thể thử xem. Nói tóm lại, vì giết đối phương, bạo lộ át chủ bài của mình, quá không sáng suốt. Bởi vậy, Dương Diệp không có lựa chọn đi lưu đối phương. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu. Vừa rồi người nọ là ai? Liên Tố Yêu lắc đầu. Chưa nghe nói qua, có thể là thiên tài vực khác. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua bốn phía nói. Trời đã sáng, mọi người thừa dịp hiện tại hảo hảo khôi phục đi. Đám người Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này trong lòng ba người khiếp sợ đến tột đỉnh, Liên Tố Yêu còn may, bởi vì nàng biết rõ thân phận của Dương Diệp, bởi vậy đối với thực lực của Dương Diệp, cũng không phải khiếp sợ như vậy. Nhưng hai người Hình Liệt thì bất đồng, bọn hắn không biết thân phận của Dương Diệp, bọn hắn chỉ biết, Diệp Dương kia chỉ là hư giả cảnh, thực lực lại khủng bố như thế. Vẫn là câu nói kia đúng, ở hung vực, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Lúc này Dương Diệp cũng có loại ý nghĩ này, trước kia nếu như không phải hắn bảo trì đề phòng, hắn rất có thể lật thuyền trong mương. Cách mặt trời mọc còn có không sai biệt lắm nửa canh giờ, mà nửa canh giờ này đối với đám người Liên Tố Yêu mà nói không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Bọn hắn muốn chống cự tới hừng đông, vấn đề không phải rất lớn, vấn đề chính thức là sau hừng đông. Có đôi khi, người mới là tồn tại đáng sợ nhất. Dương Diệp không có nghĩ nhiều như đám người Liên Tố Yêu, hiện tại hắn muốn chính là trầm tưởng hình ảnh lúc giao thủ với nữ tử mặt nạ. Tuy lúc trước hắn dùng một kiếm phá vạn pháp phá vỡ chiêu thức của đối phương, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được lúc ấy hung hiểm cỡ nào. Bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, có thể nói, nếu như không phải hắn đã đạt tới hư giả cảnh, đao của đối phương, hắn là tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Đao nhanh nhất của hắn bái kiến. Kỳ thật, hắn hy vọng có thể cùng đối phương luận bàn một chút. Bởi vì cái này trợ giúp hắn là cực lớn, nếu như hắn có thể thích ứng tốc độ của đối phương, cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa phản ứng của hắn cũng được tăng lên cực lớn, khi đó nếu như gặp được đối thủ, trừ khi tốc độ công kích của đối phương có thể vượt qua nàng kia, bằng không thì, tốc độ bình thường với hắn mà nói, không có một chút uy hiếp. Cùng cường giả chân chính luận bàn, cái kia rất có lợi. Đến trình độ như bọn hắn, kỳ thật để ý nhất không phải huyền kỹ cường đại, mà là lực lượng cùng tốc độ, đạt tới trình độ nhất định, đừng nói pháp tắc chi lực. Dù là vực chi lực cũng có thể cường hành phá vỡ. Nhiều khi chiêu thức càng đơn giản, thật ra là càng khủng bố. Tựa như lúc trước hắn cùng nữ tử mặt nạ giao thủ, hai người không có thi triển kiếm ý cùng đao ý, cũng không có thi triển pháp tắc, càng không có thi triển huyền kỹ, là đâm và bổ bình thường. Nhưng uy lực kia, lại không kém huyền kỹ cường đại. Phải biết, lúc trước hắn thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật Điệp ra, nhưng không thể làm đối phương bị thương. Nhưng thi triển một kiếm phá vạn pháp, lại làm đối phương bị thương. Đương nhiên, huyền kỹ pháp tắc cũng cực kỳ trọng yếu. Nhưng nếu như lực lượng cùng tốc độ bản thân cực kỳ mạnh mà nói, lúc thi triển huyền kỹ, uy lực của huyền kỹ sẽ tăng lên rất nhiều. Lực lượng cùng tốc độ, là căn bản. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh, ánh mặt trời xuất hiện ở ngoài cửa thành, thời gian dần trôi qua, ánh mặt trời ngày càng nhiều,
theo ánh mặt trời ngày càng nhiều, tầm mắt bên ngoài thành dần dần rõ ràng. Cùng lúc đó, phụ trướng trong nội thành cũng phai nhạt. Lại một lát sau, nội thành cùng bên ngoài thành biến thành bộ dáng trước kia. Tuy phụ trướng vẫn còn, nhưng so với trước kia, thật đã giảm hơn rất nhiều. Cẩn thận! Lúc này Liên Tố Yêu đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh kích xạ đến. Quả nhiên có không biết sống chết, ha ha. Người đến cười lớn, trong tiếng cười có khoái ý nói không nên lời. Ở sau lưng nhân ảnh này, còn có ba người. Ở trong mắt bốn người này, bốn người Dương Diệp giống như dê béo bạo lộ ở trong tầm mắt đàn sói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 107.